Hồi 51, tiểu hoàng đế đoán việc như thần. Gã chợt nhớ tớ, lúc ở nhà họ Bạch, phong tế chung cùng Bạch Hàn phong động thủ, liền tâu. Trong đêm tối, nô tài chỉ nhắm mắt đánh bừa. Đột nhiên thấy hắn đưa chân trái quét qua bên tay mặt, tay mặt quét sang bên trái. Gã vừa nói vừa khoa chân vòng tay, vua khang hy vỗ tay nói, đúng rồi, đúng rồi, chính là chiêu đó, vì tiểu bảo làm bộ sừng sốt hỏi, thánh thượng cũng biết chiêu này ư. Vua Khang Hy vừa cười vừa hỏi lại, người có biết chiêu đó kêu bằng gì không? Vì tiểu bảo biết đó là chiêu, hoành tảo thiên quân, nhưng miệng tâu, nô tài không hiểu. Vua Khang Hy cười nói, vậy chấm dạy khôn cho. Cái đó kêu bằng, hoành tảo thiên quân. Vì tiểu bảo ra chiều kinh hãi nói, cái tên này nghe hay quá. Vua Khang Hy hỏi, hắn sử chiêu đó đánh ngươi thì ngươi đối phó thế nào? Vì tiểu bảo đáp trong lúc hoang mang, nô tài bối rối trong lòng, xem chừng không đối phó được. Chợt nhớ tới khi thánh thượng tỉ võ với nô tài, nhớ được chiêu số tuyệt diệu mà thánh thượng đã hất nô tài vọt qua đỉnh đầu thánh thượng té xuống. Tựa hồ chiêu, phi vân thủ, trong miên trường của phái võ đang. Vua Khang Hy cả mừng reo lên, người đã dùng võ công của trẫm để phá chiêu, hoành tảo thiên quân, của địch ư. Vì tiểu bảo tông, chính thế, võ công mà nô tài học được vốn chẳng có gì cao minh may ở chỗ thánh thượng cùng nô tài tỉ võ lâu ngày nên những thủ pháp của thánh thượng nô tài nhớ đến quá nửa vua khang hy mặt rồng hớn hở phán phải đó phải đó chiều này kêu bằng phi vân thủ hay chiết mai thủ vì tiểu bảo tự nhủ mình xu nịnh nhà vua nhưng phải khéo léo lắm mới được gã nói tiếp nô tài học thủ pháp của thánh thượng đã nắm được tay gã rồi đáng tiếc là khí lực không đủ và bộ vị cũng không đúng lắm nên bị gã hất mạnh một cái giật ra được Vua Khang Hy nói, đáng tiếc, ôi là đáng tiếc. Bây giờ chấm cho ngươi hay là ngươi phải nắm chúng vào chỗ giữa huyệt nội tông và huyệt ngoại quan thì bất luận gã cậy quậy thế nào cũng không thoát được. Nhà vua nói rồi vươn tay ra nắm lấy huyệt đảo ở cổ tay vi tiểu bào. Vi tiểu bào vận động tinh lực cửa cậy mấy lần mà quả nhiên không tài nào thoát ra được. Gã liền tâu, thánh thượng mà chỉ dạy cho sớm thì sau này nô tài ít gặp nguy hiểm. Vua Khang Hy cười hỏi, rồi sao sao nữa? Vì tiểu bảo đã gã cửa thoát rồi xoay mình đến sau lưng nô tài, vùng song trưởng đánh tới vua Khang Hy la lên, cao sơn lưu thủy, vì tiểu bảo hỏi, chiều đó kêu bằng, cao sơn lưu thủy, ư, ừ. lúc đó nô tài bị gã làm cho bờ vía khác nào hoa rụng nước trôi. Gặp tình thế cấp bách, nô tài lại phải dùng đến chiêu số của thánh thượng Vua Khang Hy cười hỏi, không biết rõ, đi đánh nhau với người ta sao ngươi không dùng công phu của sư phụ truyền dạy mà lại toàn dùng chiêu số của chấm. Vì tiểu bảo tông, sư phụ dạy chiêu số là luyện theo cách từ đầu đến đuôi. Nhưng khi liều mạng với người ta ngờ đâu hoàn toàn không hề dùng đến mà phải dùng những chiêu số của thánh thượng. Vì lúc đó nô tài chợt nhớ tới mới phát chiêu được. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Lúc đó cường tay địch nhân đã đánh xuống lưng nô tài. Nô tài chẳng còn hồn vía nào nữa thì còn biết dùng chiêu số gì. Nô tài bèn mượn thế nhảy xô về phía trước rồi lạng sang mé hiểu vua khang hy phán đó là hồi phong bổ vì tiểu bảo tông đúng thế nô tài tránh khỏi đòn của địch thủ liền thừa cơ rút chửi thủ ra xoay tay đâm lại một nhát miệng lớn tiếng la tiểu quế tử ngươi có chịu đầu hàng không vua khang hy cười ha hả hỏi sao ngươi lại hô tiểu quế tử vì tiểu bảo tông trong lúc nguy cấp nô tài học chiêu số của thánh thượng thì phải học cho đầy đủ nguyên trước thánh thượng xoay tay phóng trưởng đánh vào lưng nô tài thánh thượng đã hô lớn, tiểu quế tử, người có chịu đầu hàng không? Nô tài không nghĩ đến mình nữa mà chỉ nhớ tới thánh thượng lúc ra chiêu nên miệng hô như vậy. Địch nhân vừa rên lên một tiếng chứ chưa kịp hô, xin đầu hàng, thì đã chết mèo rồi. Vua Khang Hy cười rộ phán, tuyệt diệu, tuyệt diệu, chấm xoay tay phóng trưởng như vậy gọi là, cô vân xuất trục. Nguyên vua Khang Hy sau khi luyện võ ra tỉ thí với vi tiểu bảo chỉ ra chiêu hờ chứ không phải đánh chí mạng như đối phó với địch nhân thực sự. Bây giờ vi tiểu bảo dùng chiêu số này của nhà vua để đâm chết địch nhân thì dĩ nhiên nhà vua cao hứng vô cùng. Vua Khang Hy tự nghĩ, nếu mà mình ra tay thì còn tinh thâm hơn tiểu quế tử gấp 10. Vua Khang Hy lại phán tên thích khách này quả là lớn mật, nhưng võ công gã hãy còn tầm thường. Vi tiểu bảo tông, muôn tâu thánh thượng võ công bọn thích khách đó không phải là kém cỏi các nhân viên thị vệ trong hoàng cung có mấy anh em bị tử thương về tay chúng kể ra tiểu quế tử này phúc đức kha lớn được chầu hầu thánh thượng luyện võ bấy lâu mới đánh cắp được đôi ba chiêu thức không thì hà hà tâu thánh thượng bữa nay bệ hạ đã ban ra một đạo chiếu chỉ phủ tuất cho kẻ trung thần bỏ mình vì chức vụ là tên tiểu thái giám tiểu quế tử và ban cho một ngàn lạng bạc vua khang hy cười phán ngàn lạng thì đủ thế nào được ít ra là phải vạn lạng cả hai người cùng cười khanh khách vua khang hy lại hỏi tiểu quế tử người có biết mấy tên thích khách đó là hạng người nào không vì tiểu bảo tông, nô tài không hiểu thánh thượng biết rõ ra số võ công của bọn chúng chắc ngài đã đoán ra là ai rồi vua khang hy nói chấm vẫn chưa nắm vững vừa rồi ngươi đã vạch rõ chiêu số lại được thêm một tầng chứng minh Nhà vua vỗ tay một cái rồi hạ lệnh cho tên thái giám trầu hầu trong ngự thư phòng, triệu sách ngạch đồ và đa long vào đây. Hai lão này đã chờ sẵn ở ngoài ngự thư phòng, vừa nghe đức hoàng đế truyền chỉ đã chạy vào sụp lạy Đa long nguyên là quan đô thống trong đạo cờ màu lam của Mãn Châu. Khi tiến quân vào quan ải, hắn đã từng lập được nhiều chiến công. Bản lãnh hắn lại không phải hạng tầm thường, trước kia hắn bị ngao bái chèn ép nên gặp nhiều điều bất như ý trong chốn quan trường sau ngao bái bị hạ, Đa Long vừa mới được vua Khang Hy thăng lên chức ngự tiền thị vệ đô tổng quản. Đa Long mới nhậm chức thì đột nhiên trong cung xảy ra vụ thích khách đến náo loạn. Suốt đêm hắn không sao ngủ được, trằn chọc lo âu, chỉ sợ hoàng đế cùng thái hậu hạch tội. Vua Khang Hy thấy Đa Long cặp mắt nổi nhiều tia đỏ liền phán hỏi những tên thích khách bắt được đã thẩm vấn chưa? Đa Long Tâu, binh khí của phản tặc bỏ lại còn khắc rõ mấy chữ, bình Tây Vương Phù những tên phản tặc bị giết, ở lần áo trong cũng có tiêu ký của Bình Tây Vương Phu. Những phản tặc vào cung quấy nhiễu đêm qua có đủ chứng cứ xác thực là bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế. Dù cho không phải Ngô Tam Quế đã phái chúng hành động bạo thiên nghịch địa, nhưng y cũng không thoát khỏi mối liên can trong vụ này. Đức vua lại phán hỏi sách ngạch đồ, Khanh đã điều tra chưa? Sách ngạch đồ tông, binh khí cùng áo trong của phản tặc, nô tài đã tra xét một mặt đa tổng quản chất cung chúng đã thú nhận như vậy đều là sự thực vua khang hy nói các khanh cho đem binh khí cùng áo trong của chúng vào đây để chấm duyệt lại đa long tâu xin tuân mệnh hắn biết đức hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi nhưng trí tuệ rất tinh minh vụ này vô cùng hệ trọng sơ sót một chút là không được hắn đã gói cẩn thận những tam chứng lại và sai tên thị vệ thân tín ôm đồ đứng chờ sẵn ở ngoài thư phòng đa long dứt lời liền chạy đi lấy bọc mang và mở ra đặt trên án rồi lùi lại mấy bước nên biết nhà mãn thanh phải bách chiến mới thâu được thiên hạ những vị hoàng đế khai quốc đều thông hiểu võ công vốn không ý kỳ khí giới nhưng ở trong thư phòng kẻ thấn tử đưa khí giới trước mặt hoàng đế là một việc tối kỵ vì thế đa long phải giữ gìn cẩn thận đặt khí giới xong phải lùi ra xa ngay Vua Khang Hy bước lại bên án cầm đao kiếm lên coi thì thấy trên chuôi một thanh đơn đao có khắc những chữ, Đại Minh Sơn Hải Quan, Tổng Binh Phù. Nhà vua mỉm cười nói, cái gì đã muốn giấu tất nhiên không để lộ, cái gì đã muốn lộ là có ý hí lộng quỷ thần, càng khiến cho người ta khả nghi. Đoạn ngài quay lại hỏi sách ngạch đồ, nếu mô tam quế phái người lẻn vào cung hành thích thì dĩ nhiên hắn phải lo mưu tính kế sâu xa. Sao hắn không dùng khí giới gì mà lại dùng đao kiếm có khắc chữ? Gia dĩ bọn chúng đường xá muôn dặm từ Vân Nam lần đến Kinh Thành, dọc đường sao chúng không nghĩ tới những đao kiếm này có thể bị thất lạc ở trong cung. Sách ngạch đồ tâu, dạ, dạ, chúa thượng thật là bậc thánh minh, nô tài rất lấy làm bội phục. Vua Khang Hy quay lại hỏi vi tiểu bảo, tiểu quế tử, tên phản tặc mà ngươi hạ sát được đã thi triển chiêu số gì? Vi tiểu bảo tâu, gã thi triển chiêu, hoành tảo thiên quân, rồi lại sử chiêu, cao sơn lưu thủy. Vua Khang hi hỏi Đa Long, đó là những công phu nào? Đa Long tuy là kẻ quyền quý ở Mãn Châu, nhưng hắn hiểu rất sâu rộng về võ công các nhà các phái. Hoành tảo Thiên Quân, Cao Sơn Lưu Thủy, lại là hai chiêu số chẳng có gì đặc biệt, hắn biết ngay, Liền Tông, dường như đó là võ công của Mộc Vương phủ ở Vân Nam. Vua Khang hi vỗ tay nói, "Phải rồi, phải rồi, Đa Long, kiến văn nhà ngươi khá quảng bác đấy." Đa Long được đức vua tán dương một câu, sung sướng bùn rùn cả người, nét mặt tươi lên, quỷ xuống dập đầu tâu, tạ ơn thánh thượng ban khen, vua khang hy phán, các người thử nghĩ mà coi, nếu ngô tam quế phái người vào hoàng cung hành thích thì chẳng khi nào y lại lựa chọn thời cơ vào những ngày con y còn ở Bắc Kinh. Việc phái thích khách hành động bất cứ ngày nào cũng được, y dạy gì mà cho người hành động phản nghịch vào giữa buổi con đến chiều kiến. Đó là một điều đáng ngờ, ngô tam quế là tay dùng binh rất giỏi mưu sự cực kỳ kín đáo. Nếu y phái nghịch tặc vào cung hành động với một nhân số ít ỏi, võ công lại tầm thường thì thành công thế nào được? Y đã biết không nắm chắc được phần nào thì chẳng bao giờ y hành động. Điểm này không hợp với tính cách ngô tam quế, đó là hai điều đáng ngờ. Sau nữa, dù cho thích khách đâm chết được chấm thì có lợi gì cho y? Chẳng lẽ y muốn giấy quân tạo phản, trường hợp y định tạo phản thì sao còn phái con y tới Bắc Kinh? chẳng lẽ y cố đưa con vào đây cho người ta giết hộ hay sao đó là ba điều đáng ngờ vì tiểu bảo hôm trước nghe phương di nói tới kế hoạch hãm hại ngô tam quế gã đã cho là tuyệt diệu bây giờ gã thấy nhà vua phân tách từng điểm một liền phát giác ra biết bao nhiêu chỗ sơ hở trong lòng gã kính phục nhà vua đến cùng cực sách ngạch đồ tâu hoàng thượng là bậc thánh minh bọn vi thần kiến thức nông cạn thật không kịp được phần nào vua khang hy lại đặt vấn đề bây giờ chúng ta lại suy xét trường hợp mà thích khách không phải thủ hạ của ngô tam quế vậy thì đeo binh khí phủ bình tây vương là có dụng ý gì dĩ nhiên là để hãm hại y nhà vua ngừng lại một chút rồi nói tiếc ngô tam quế giúp nhà đại thanh ta bình định thiên hạ công lao của y cực kỳ lớn lao vậy số người thù hận ghen ghét y dĩ nhiên không phải là ít vậy đám phản tập này do ai cầm đầu đó là một điểm cần phải thẩm vấn cho ra mới được sách ngạch đồ và đa long đồng thanh vâng giả đa long lại tông nếu không được hoàng thượng là bậc thánh minh chỉ thị cho thì bọn nô tài làm việc một cách hồ đồ chẳng những mắc mưu kẻ địch mà còn ghép tội oan cho người ngay vua khang hy nhắc lại ghép tội oan cho người ngay ha ha sách ngạch đồ cùng đa long không thấy hoàng đế dặn bảo gì nữa liền cúi đầu tạ ơn lui ra vua khang hy lại hỏi vi tiểu bảo tiểu quế tử Người có đoán được tại sao chấm hiểu hai chiêu, hoành tảo thiên quân, và, cao sơn lưu thủy, đó không? Vì tiểu bảo tông, đó là một điều mà nô tài đang lấy làm kỳ. Xin thánh thượng cho hay tại sao ngài lại hiểu hai chiêu đó? Vua Khang Hy đáp, sáng sớm hôm nay, chấm đã truyền chỉ cho bọn thị vệ tới đây để hỏi chúng về tình hình chiến đấu với bọn thích khách đêm qua. Cuộc điều tra đã đem lại kết quả là một số chiêu thức võ công của Mộc Vương Phù. Người thử nghĩ coi, nhà họ Mộc vốn là một nhà đời đời làm chấn thủ ở Vân Nam. Sau khi nhà đại thanh ta khai sáng nghiệp rồng, triều đình phong cho mô tam quế trọng trấn tỉnh Vân Nam, trách nào Mộc gia chẳng căm hận. Huống chi vị Mộc vương gia cuối cùng là Mộc thiên ba lại chết về tay ngô tam quế. Nhà vua ngừng lại một chút rồi nói tiếc chẫm lại triệu người đến biểu diễn những chiêu số lợi hại nhất của nhà họ Mộc. Trong đó có hai chiêu đáng kể là Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Liêu Thùy. Vì tiểu bảo nói, chúa thượng quả là bậc thánh minh, đoán việc như thần. Miệng gã nói vậy mà trong lòng không khỏi sao xuyến, tự hỏi, chẳng hiểu nhà vua đã biết trong phòng mình có giấu hai cô gái của mộc gia chưa? Vua Khang Hy lại cười hỏi, tiểu quế tử, người có muốn phát tài không? Vì tiểu bảo tông, chúa thượng không cho tiểu tử phát tài thì tiểu tử không dám phát tài. Chúa thượng bảo tiểu tử phát tài thì tiểu quế tử cũng lại chẳng dám không phát. Vua Khang Hy cười phán, hay lắm, chấm cho ngươi phát tài. Ngươi hãy đem những đao kiếm cùng áo trong lột ở người thích khách ra và cả khẩu cung của thích khách đưa cho một người là ngươi được dịp đại phát tài. Vì tiểu bảo ngơ ngác một chút, gã đột nhiên tỉnh ngộ la lên, đưa cho ngô ứng hùng. Vua Khang Hy nói, ngươi khá thông minh đấy, vậy ngươi đi đi, vì tiểu bảo tông, gã tiểu tử ngô ứng hùng chuyến này số phận cao thật. Ha ha! tánh mạng toàn gia gã đều của hoàng thượng ban cho. Vua Khang Hy hỏi, người định bảo gã thế nào? Vì tiểu bảo tông, nô tài sẽ nói với gã, họ ngô kia. Đức hoàng thượng của chúng ta mắt soi muôn dặm cha con người ở Vân Nam làm việc, chẳng một hành động nào là ngài không hay. Các người không tạo phản hoàng thượng đã thấy rõ, trái lại, ha ha, các người có hai lòng hai giả, hoàng thượng cũng soi thấu tâm can. Vậy cha con ngươi biết điều thì phải khôn ngoan đối với ta vua khang hy cười khanh khách nói người thông minh thật dù ngươi không đọc sách nói năng có điều thô lỗ nhưng cũng hợp ý chấm còn mẹ nó cha con ngươi biết điều thì phải ngoan ngoãn với ta ha ha vì tiểu bảo nghe đức hoàng đế học lại câu con mẹ nó của mình bất giác gã nức lòng hời giả, nổi lên chàng cười ha ha gã ôm đao kiếm cùng mọi vật bước ra khỏi thư phòng đột nhiên sau lưng gã nổi cơn đau kịch liệt vì tiểu bảo cảm thấy choáng váng lại buồn nôn liền bụng bảo giả mình phải đi gặp mụ điếm để xin thuốc uống rồi sẽ tính gã chân tĩnh tâm thần quay sang bảo tên thái giám ở mé ta ông bạn mang dùng ta cái này ta phải đến vấn an thái hậu ở cung tử ninh tên thái giám kia vội đáp giả giả rồi đón lấy cái bọc của vi tiểu bảo vi tiểu bảo đến cung tử ninh liền nhờ thông báo xin vào bái kiến thái hậu một lát sau tiểu cung nữ nhị sơ chạy ra khẽ nói, Quế công công, Thái hậu đang nổi nóng, ngài bảo không dành để tiếp công công, vậy công công có việc gì sáng mai sẽ tới, vì tiểu bảo ngơ ngác thầm nghĩ, sáng mai sẽ tới ư, biết đâu cái mạng của ta còn sống được đến sáng mai không? Đêm của Thái hậu đã bảo gã đến cung từ ninh để cho thuốc uống, không ngờ bây giờ Thái hậu lại giờ quẻ. Gã xoay chuyển ý nghĩ rồi bảo nhị sơ, tiểu muội tử nhờ muội muội trở vào tâu thái hậu là tiểu quế tử này không sống được đến sáng mai muội muội nói thêm là ta coi cái mạng không vào đâu có cho thuốc ta cũng chẳng uống nhị sơ sửng sốt hỏi lại công 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 bảo sao khi nào tiểu muội dám tâu lên thái hậu những lời vô lễ như vậy vì tiểu bảo cười khành khạch đáp ta sắp chết đến nơi rồi thì vô lễ hay chẳng vô lễ ta cũng không cần nghĩ tới nữa gã dứt lời liền chờ gót đi về phòng mình gã đón lấy cái bọc cho tên thái giám kia về rồi mới mở khóa tiến vào phòng. Gã ngồi xuống ghế mà thở hổn hển. Mộc kiếm bình băn khoăn cất tiếng hỏi, đại ca, trong mình đại ca khó chịu hay sao? Vì tiểu bảo đáp khó chịu thì có khó chịu thật, nhưng trông thấy tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường của muội muội là tiểu huynh lại thấy trong mình khoan khoái ngay. Mộc kiếm bình cười nói, dung nhan của sư tỷ tiểu muội mới đúng là nguyệt thẹn hoa nhường. Còn trên mặt tiểu muội có hình con rùa đen trông xa như quỷ dạ xoa. Vì tiểu bảo thấy cô cười cười, nói nói, lập tức tâm tình trở lại dễ chịu. Gã cười hỏi, sao trên mặt muội muội lại có con rùa đen? À, ta hiểu rồi, hảo muội tử, gương mặt của muội muội vừa nhẵn vừa bóng, vừa trắng vừa trong khác nào một tấm gương. Vì vậy mà có con rùa đen, Mộc Kiếm Bình không hiểu gã nói thế là nghĩa làm sao, liền hỏi lại, tại sao thế? vì tiểu bảo đáp tiểu muội ngủ với ai, bộ mặt cũng như tấm gương soi rõ diện mạo người bên cạnh. Vì thế mà trên mặt muội muội mới có con rùa đen. Phương Di Phi cười nói, ồ, người thử lại soi mặt coi. Vì tiểu bảo cười đáp ta mà soi vào thì trên bộ mặt sáng sủa của hào muội tử lại có bóng dáng một vị đại lão ra tươi tình. Hai cô Phương, Mộc đều cười khúc khích. Phương Di lại cười hỏi, con rùa mà biến thành đại lão gia thì ra ô quy đại lão gia hay sao? ba người cùng cười ồ nhưng không dám cười lớn phương di bỗng hỏi này chúng ta làm thế nào để trốn thoát khỏi hoàng cung người thử nghĩ dùm coi có biện pháp nào chăng những ngày vi tiểu bảo ở trong hoàng cung được mọi người chiều chuộng nịnh nọt nhưng lúc về phòng riêng lại cảm thấy cực kỳ cô độc quạnh hiu bỗng nhiên gã được hai cô gái nhỏ tuổi là mộc kiếm bình và phương di kề cận tuy lúc nào gã cũng lo âu sợ bị người ta bắt gặp thì thật nguy hiểm vô cùng nhưng thực sự gã không muốn buông tha hai cô rời khỏi phòng mình. Gã liền đáp vụ này để thùng thẳng lo nghĩ phương pháp, bây giờ hai người mình còn bị thương, chỉ ra khỏi phòng này một bước là lập tức bị người bắt liền. Phương Di lại hỏi, những bạn ta vào cung đêm qua không hiểu bao nhiêu người bỏ mạng. Bao nhiêu người bị bắt, những người bị nạn tên là gì, người có biết không? Vì tiểu bảo lắc đầu đáp, không biết, có điều nàng đã quan tâm thì rồi ta sẽ hỏi dò cho phương di khẽ nói cám ơn ngươi vì tiểu bảo từ ngày gặp phương di đến giờ nay mới được nghe nàng nói một câu tử tế trong lòng gã đang lấy làm kỳ thì Mộc kiếm bình nói nhất là đại ca hỏi dùng xe một vị họ lưu có bình yên thoát nạn không vì tiểu bảo hỏi họ lưu ư nhưng tên là gì Mộc kiếm bình đáp đó là lưu sư ca của chúng ta y tên là lưu nhất chu y dài y là ý trung nhân của sư tỷ đây cái đó cái đó cô chưa nói dứt câu bỗng bật lên tiếng cười khúc khích vì phương di cù lét cô không để cô nói nữa vì tiểu bảo ồ lên một tiếng rồi đáp lưu nhất chu ư hư vụ này vụ này không hay đâu phương di trong dạ bồn chồn nàng không nhịn được vội hỏi y làm sao vì tiểu bảo hỏi lại có phải người cao cao mặt mũi trắng trẻo lối 20 tuổi y là một thanh niên diêm dúa phải không võ cổng uy rất tinh thâm có đúng thế không hồi năm mươi hai chẳng để ai mua chuộc lòng người thực ra vi tiểu bảo chẳng biết lưu nhất chu là người thế nào gã chỉ đoán hắn là ý trung nhân của phương di tất nhiên phải là chàng trai tuấn tú đồng thời hắn lại là sư ca của hai cô chắc võ công cũng vào hạng khá gã liền nói bịa ra như vậy quả nhiên mộc kiếm bình đáp đúng rồi đúng rồi chính y đấy y làm sao vì tiểu bảo thở dài nói hỡi ơi Té ra vị lưu sư phó này là người yêu của Phương cô nương. Gã nói tới đây, bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới rồi một người cất tiếng gọi. Quế công công, thái hậu ban thưởng đây. Vì tiểu bảo mừng thầm, nghĩ bụng mẹ kiếp, mụ điếm không đến gặp lão gia, lão gia cũng không đến bái kiến mụ thì đã sao? Lão gia không sợ mình chết, trái lại mụ lại sợ lão gia chết. Đoạn gã gióng giạc đáp tạ ơn ban thưởng. Vì tiểu bảo mở cửa bước ra nhìn tên thái giám mang đồ vật đến, cúi đầu tạ ơn thái hậu ban thường. Gã cầm lấy cái hộp gỗ chạm trổ mở ra coi thì thấy bên trong quả nhiên có đặt một bình thuốc. Gã liền móc túi lấy tấm ngân phiếu 50 lạng bạc thưởng cho tên thái giám kia. Tên thái giám mừng như bắt được của rơi. Gã không ngờ là một việc dễ dàng mà được đến năm chục lạng bạc. Vì tiểu bảo trở vào phòng rồi mở bình lấy một viên thuốc uống. Phương Di hỏi, Quế đệ ca, vị lưu lưu sư ca đó tình trạng thế nào vì tiểu bảo lẩm bẩm còn đợi thối tha này trước nay chưa được câu nói nào tử tế với mình từ lúc thị nhắc đến lưu sư ca mới kêu mình bằng quế đại ca chi bằng ta hâm thị một phen cho bỏ ghét gã liền thở dài lắc đầu đáp đáng tiếc ôi là đáng tiếc phương di cả kinh ấp úng hỏi sao y y bị thương hay là y chết rồi vì tiểu bảo cười ha hả đáp trước nay lão gia chẳng biết lưu nhất chu hay lưu nhất đích chi hết. Cô muốn biết hắn sống hay hắn chết thì phải kêu ta ba tiếng, hảo lang quân. Ta mới cất công điều tra dùng. Ban đầu Phương Di thấy gã lắc đầu, thở dài, kêu, đáng tiếc, luôn miệng thì tưởng là lưu nhất chu chắc chắn giữ nhiều, lành ít. Sau nàng nghe gã nói vậy thì trong bụng mừng thầm, hỏi, sao đại ca không ăn nói đứng đắn? Đại ca cho hay câu nào thật, câu nào dối được không? Vì tiểu bảo đáp hư, thằng cha lưu nhất chu mà lọt vào tay ta thì ta cột hắn lại, đánh cho tan xác để cha hỏi hắn đã dùng những lời đường mật gì để làm siêu lòng vợ ta, rồi ta mới vung đao chém một nhát cho rồi đời tên lưu manh chuyên đi dụ dỗ vợ người. Mộc kiếm bình hỏi lại, đại ca đã giết y rồi chăng? Vì tiểu bảo đáp không phải, ta mới cắt hai hột của hắn để biến hắn thành một tên thái giám. Mộc kiếm bình không hiểu gã nói thế là nghĩa làm sao, còn Phương Di đã hiểu rõ ràng, nên mặt nàng đỏ bừng lên, cất tiếng mắng nhiếc người chỉ thích nói càn, nói bậy, chẳng còn ra thể thống gì. Vì tiểu bảo đáp lưu sư ca của cô 10 phần chắc đến 9 là bị bắt rồi. Cô có muốn cho gã làm thái giám không? Quế cơ công này mà nói ra một câu thì chẳng thiếu gì người nghe theo. Còn Phương cô nương, cô có năn nỉ ta không? Phương Di lại đỏ mặt lên, một kiếm bình sen vào, quế để ca người ta gặp bước gian nan mà đại ca không cần người năn nỉ cũng ra tay giúp đỡ mới phải là anh hùng nghĩa hiệp. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp, không được, không được, ta chỉ thích nghe người cầu khẩn, nhất là cô nào kêu ta bằng, hảo lang quân, thân ái lang quân, một cách thiết tha thì ta càng phấn khởi tinh thần để giúp việc cho. Phương Di ngần ngừ một chút rồi hô, quế đại ca, hảo đại ca, tiểu muội năn nỉ đại ca vì tiểu bảo vinh mặt lên nói, phải kêu ta là, hảo lang quân, mới được. Mục kiếm bình lại xen vào, đại ca nói thế là không phải. Sư tỷ của tiểu muội đã hứa hôn với lưu sư ca rồi. Lưu sư ca mới là lang quân của y. Khi nào y chịu kêu đại ca bằng, lang quân. Vì tiểu bảo đáp không được, y lấy lưu nhất chu thì lão gia phải nổi cơn ghen, ghen tới lòng trời lở đất. Mục kiếm bình khuyên giải, đại ca đừng làm thế lưu sư ca là người rất tử tế vì tiểu bảo nói hắn càng tử tế bao nhiêu ta càng ghen tức bấy nhiêu trời ơi ghen đến phát điên ghen đến chết người ghen càng cay đắng càng ghen cho nhiều ha 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 gã vừa cười vừa ôm cái bọc đi ra khỏi phòng vì tiểu bảo khóa trái cửa lại rồi kêu bốn tên thái giám tùy tùng cùng lên ngựa đến phủ bình tây vương đường trường an phía tây thành bắc kinh ngô ứng hùng nghe báo có khâm sứ đến lật đật chạy ra cúi đầu nghênh tiếp vi tiểu bảo hỏi đức hoàng thượng phái tiểu đệ đem những vật này cho tiểu vương gia coi thử tiểu vương gia tiểu vương gia có to gan lớn mật không ngô ứng hùng đáp ti chức cực kỳ nhát gan không chịu nổi những điều khủng khiếp vì tiểu bảo làm bộ sừng sốt rồi cười hỏi tiểu vương gia không chịu nổi những cơn kinh khủng ư vậy mà lúc làm việc lại rất gan dạ ngô ứng hùng đáp ti chức chưa hiểu ý tứ của công công xin công công nói rõ hơn đêm trước ở phủ khang thân vương ngô ứng hùng tự xưng là tại hạ bữa nay gã thấy vi tiểu bảo vâng chỉ tới đây ngấm ngầm cảm thấy tình thế bất lợi liền tự xưng là ti chức vi tiểu bảo hỏi đêm hôm qua tiểu vương ra phái bao nhiêu thích khách vào cung đức hoàng thượng sai tại hạ tới đây hỏi về vụ đó ngô ứng hùng đã nghe tin về vụ thích khách đêm qua vào náo loạn hoàng cung bây giờ đột nhiên hắn thấy vi tiểu bảo hỏi vậy thì sợ hãi vô cùng hắn co đấu gối quỳ mọp ngay xuống, trông ra sân. Vừa dập đầu vừa kêu, hoàng thượng đối đãi với cha con kẻ vi thần ơn nặng tầy non. Dù cha con nô tài có làm thân châu, ngựa cũng chưa đủ báo đền trong muôn một. Cha con nô tài là ngô tam quế và ngô ứng hùng thả cam tâm chết vì hoàng thượng, quyết chẳng hai lòng. Vì tiểu bảo cười nói, tiểu vương gia hãy dậy đi, thùng thẳng rồi hãy dập đầu cũng chưa muộn. Tiểu vương gia, tại hạ hãy cho tiểu vương ra coi những thứ này, gã vừa nói vừa cởi bọc, mở ra để trên bàn. Ngô ứng hùng đứng dậy ngó thấy y phục cùng khi giới trong bọc thì khiếp sợ không biết đến thế nào mà kề. Bất giác hai tay hắn run lên bần bật, miệng ấp úng, vụ này, vụ này. Hắn cầm tờ khẩu cung lên coi thấy viết rõ ràng thích khách vâng lệnh bình Tây Vương Ngô Tam Quế vào cung hành thích, cố ý hạ sát hoàng đế thác đát, để lập Ngô Tam Quế lên làm chúa vân vân mà lúc này hồn vía lên mây. Hai chân hắn nhũn ra, lại quỳ xuống lắp bắp năn nỉ, quế công công, vụ này, vụ này nhất quyết không phải là sự thật. Bọn nô tài, bị gian nhân hãm hại, nô tài hy vọng công công tâu lên thánh thượng, tâu, tâu. Vì tiểu bảo nói, những khí giới này đều là do bọn phản tặc đem vào trong cung mưu đồ việc tài đình. Trên binh khí đều khắc chữ hiệu của quý phủ mới thật là kỳ. Ngô ứng hùng đáp cha con nô tài có rất nhiều kẻ thù. Đây nhất định là gian kế của cửu gia. Vì tiểu bảo trầm ngâm một lúc rồi nói những lời của tiểu vương gia cũng có lý phần nào. song chúng ta chưa hiểu đức hoàng thượng có tin như vậy không? Ngô ứng hùng nói đây toàn là trông cậy vào ơn cao đức cả của công công. Nếu công công chịu phân tích rõ ràng dùng cho cha con ti chức, được hoàng thượng tin lời. Tính mệnh cha con ti chức còn bảo toàn được tức là của công công đã ban cho vì tiểu bảo nói, tiểu vương gia, tiểu vương gia hãy đứng dậy. Đêm rồi tiểu vương gia tặng cho tại hạ một phần lễ trọng hậu dường như đã liệu trước có vụ này xảy ra phải không? Ha ha, ha ha, ngô ứng hùng toan đứng lên, nhưng nghe vi tiểu bảo nói mấy câu nghiêm trọng này lại quỳ xuống cái dục kêu van, công công minh xét cho. Công công chỉ cần phân tích mấy lời về cha con ti chức trước mặt hoàng thượng, ngài là bậc thánh minh, nhất định tin lời công công. Vì tiểu bảo nói, vụ này đã thành chuyện động trời sách ngạch đồ đại nhân quan thị vệ đô đầu đa lòng đại nhân đều đi báo kiến hoàng thượng và đã phúc bẩm bàn cung trạng của bọn thích khách tiểu vương ra biết rồi đó việc tạo phản là một vấn đề trọng đại dù ai lớn mật đến đâu cũng không dám lấp liếm hay tâu trình một cách hồ đồ mà bảo phân tích một vài câu trước mặt hoàng thượng mà xong được ư ừ. nhưng tại hạ nghĩ rằng chúng ta chưa đến nỗi hết đường tại hạ cần phải nghĩ mưu trước tuyệt diệu dù mười phần không ăn chắc cả mười cũng hy vọng rất nhiều rửa sạch tội danh cho cha con tiểu vương gia có điều vụ này phải tốn công lắm mới được ngô ứng hùng cả mừng nói trăm điều trông cậy vào phương lược giải cứu của công công vì tiểu bảo nói tiểu vương gia hãy đứng dậy cùng nhau nói chuyện cho tiện ngô ứng hùng đứng lên rồi miệng không ngớt ngỏ lời cảm tạ vì tiểu bảo hỏi vặn bọn thích khách này đúng không phải tiểu vương gia phái đến chứ ngô ứng hùng đáp nhất định là không phải ti chức khi nào dám làm việc động trời muôn thác cũng không đủ đền tội vì tiểu bảo nói được rồi tại hạ đã cùng tiểu vương gia kết bạn lần này hãy tạm tin lời trường hợp mà thích khách do tiểu vương gia phái đến tức là đào lỗ để chôn tại hạ đó ngô ứng hùng nói ngay xin công công yên lòng nhất quyết không phải ti chức vì tiểu bảo hỏi vậy theo ý tiểu vương gia thì những tên phản tặc kia do ai phái đến Ngô ứng hùng đáp vì ti chức rất nhiều kẻ thù nên trong lúc nhất thời khó mà xác định được. Vì tiểu bảo nói tiểu vương gia đã muốn cho tài hạ trình bày trước long nhan thì ít nhất phải đưa ra một vài kẻ thù, thánh thượng mới tin được. Ngô ứng hùng đáp, giả dạ, giả, dạ, giả nghiêm thay nhà đại thanh bình thiên hạ, tiểu trừ phản nghịch không phải là ít. Bọn phản nghịch thù hận sâu cay gia nghiêm đại khái là dư đảng của Lý Sấm, bè phái của đường vương, quế vương triều nhà Minh hay dư đảng của mộc gia ở vân nam bọn chúng đã thù hận thấu xương thì bất cứ việc phản loạn hay bảo thiên nghịch địa chúng cũng dám làm vì tiểu bảo gật đầu hỏi những bè phái ly sấm dư đảng của mộc thiên ba gì gì đó ra số võ công của họ thế nào tiểu vương ra dạy tại hạ mấy chiêu để đến biểu diễn trước mặt long nhan tại hà sẽ nói là đêm qua chính mắt mình đã trông thấy thích khách thì triển những chiêu số này quyết không lầm lẫn có thế thánh hoàng mới tin được ngô ứng hùng cả mừng đáp kế này của công công thật là tuyệt diệu có điều ti chức hiểu võ công rất ít để ti chức đi hỏi thủ hạ thưa công công xin công công hãy ngồi chơi một chút ti chức vào trong giây lát rồi lập tức trở ra ngay hắn nói xong lại vấn an một câu rồi lật đật đi vào nhà trong chỉ trong khoảnh khắc ngô ứng hùng dẫn một người theo ra gã chính là tên đứng đầu bọn tùy tùng tên gọi dương giật chi đêm qua vi tiểu bảo đã đánh bạc giúp gã này được một 600 sáu trăm lạng dương giật chi vừa thấy vi tiểu bảo vội tiến lại dâng lời vấn an sắc mặt gã đầy vẻ lo âu dĩ nhiên ngô ứng hùng đã nói rõ đầu đuôi cho gã biết vi tiểu bảo cười nói dương đại ca đại ca bất tất phải lo lắng đêm qua đại ca đánh bạc ở phủ khang thân vương chẳng thiếu gì văn võ đại thần đã gặp mặt quyết không ai dám bảo đại ca vào cung hành thích dương giật chi đáp dạ dạ Tiểu nhân sợ là sợ bọn gian nhân hãm hại, họ dám nói thế tử một mặt đưa bọn tiểu nhân vào phủ khang thân gia để mọi người chứng kiến, một mặt ngấm ngầm phái bọn nghịch tặc vào cung ngươi việc động trời. Vì tiểu bảo nói cũng có lý như vậy, Dương Giật Chi lại nói theo lời thế tử thì công công đã chịu giữ công đạo, đến phân tích trình bày trước thánh hoàng để nâng đỡ bọn tiểu nhân. Công công thật là một vị đại ân nhân của ngô gia. Những kẻ thù bình Tây Vương nhiều quá kể không xiết được gia số võ công của họ cực kỳ phức tạp. Chỉ có Mộc Vương Phủ đã dựng ra những môn võ riêng biệt cho một nhà nên nhận được dễ dàng. Vì tiểu bảo nói, cha, đáng tiếc đây không tìm được người nào trong Mộc Vương Phủ để bảo họ biểu diễn mấy chiêu thức cho coi. Dương Giật Chi nói, Mộc Gia Quyền và Mộc Gia Kiếm đã lưu truyền ở Vân Nam lâu ngày, nên tiểu nhân nhớ được một ít. Tiểu nhân xin biểu diễn mấy đường, nhờ công công chỉ điểm cho. Bọn thích khách vào cung đã đem theo đao kiếm, vậy tiểu nhân biểu diễn môn hồi phong kiếm của mộc gia được chăng vì tiểu bảo cả mừng đáp đại ca đã hiểu võ công của mộc gia thì còn gì hay hơn nữa có điều tại hạ chẳng hiểu gì về kiếm pháp mà trong lúc vội vàng có học cũng không nhớ được vậy đại ca biểu diễn mấy chiêu mộc gia quyền cho coi dương giật chi đáp giả dạ, tiểu nhân xin tuân lệnh ngày trước công công đã ra sức bắt ngao bái lừng danh bốn biển công phu quyền cước của công công nhất định cao thâm khôn lường. Tiểu nhân thi triển có chỗ nào không đúng, xin công công chỉ điểm cho. Gã nói rồi đứng giữa sảnh đường từ từ thi triển từng chiêu từng thức. Mộc gia quyền nguyên từ đời Mộc Anh truyền lại đã trên 200 năm là một công phu rèn luyện đến trăm ngàn lần nên cực kỳ tinh diệu. Về quyền pháp dương giật chi không chuyên chú nên ít sở trường. Nhưng đường quyền này ở Vân Nam rất nhiều người biết, võ công gã lại rất cao thâm thêm phần kiến văn quảng bác, nên những chiêu thức gã phô diễn được tới trình độ khá tinh diệu. Vì tiểu bảo coi đến chiêu, hoành tảo thiên quân, bất giác cất tiếng khen, chiêu này hay tuyệt, sau gã xử đến chiêu, cao sơn lưu thủy, vì tiểu bảo lại khen, chiêu này cũng không dở. Gã chờ dương giật chi sử mộc gia quyền xong rồi hỏi, hay lắm, hay lắm, trong lúc nhất thời, tại hạ chẳng thể học được nhiều, chỉ cần một vài chiêu để trình diễn trước mặt hoàng thượng là đủ. Hoàng thượng sẽ vời mấy tay cao thủ võ công trong cung đến nhận xét. Đại ca tính thử coi liệu họ có nhận ra được lai lịch môn võ này không? Vì Tiểu Bảo nói rồi vung tay khoa chân y thức sử hai chiêu hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy. Dương giật chi mừng rỡ đã công công sử hai chiêu hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy đã đến chỗ tinh vi. Những tay hảo thủ nhìn tới liền biết ngay là quyền pháp của mục gia công công quả là một nhân vật thông minh mẫn tiệp hơn đời vừa ngó qua đã xử đúng ngay như vậy ngô gia của bọn tiểu nhân rất nhiều hy vọng được thoát nạn ngô ứng hùng xá giải luôn mấy cái nói cả nhà họ ngô của ti chắc hơn trăm người hoàn toàn trông vào công công cứu mạng cho vì tiểu bảo nghĩ bụng trong cả nhà ngô tam quế có cả non vàng núi bạc ta bất tất phải nhắc tới chuyện tiền nong cho gã khinh mình gã liền chắp tay đáp lễ nói chúng ta là bạn kết giao sao tiểu vương gia còn nói đến những chuyện ơn đức cùng cứu mạng làm chi? Như vậy chẳng hóa ra tiểu vương gia coi tại hạ là người ngoài ư. Và lại tại hạ chỉ biết hết sức hành động, không nghĩ gì đến chuyện khác, mà cũng chẳng hiểu có đắc dụng hay không. Ngô ứng hùng vâng dạ luôn mấy tiếng, vì tiểu bảo gói bọc binh khí lại cắp vào nách tự nghĩ ta không nên giao cái bọc này cho y vội. Gã chợt nhớ tới điều gì liền hỏi tiểu vương gia. Hoàng thượng còn truyền cho tại hạ hỏi tiểu vương ra một điều, những người ở tỉnh Vân Nam có ai là Dương Nhất Phong đến làm quan trong kinh không? Hoặc giả có nhân vật nào trùng danh hiệu như vậy không? Ngô ứng hùng sừng sốt nghĩ thầm, Dương Nhất Phong bất quá là một viên quan nhỏ mọn, hắn lai kinh bệ kiến, chưa vào bái ít thánh thượng, mà sao thánh thượng đã biết hắn? Gã nghĩ vậy liền đáp, Dương Nhất Phong là người mới được ủy nhiệm lãnh chức chi huyện huyện Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam hiện nay hắn cũng lai kinh chờ đợi bái kiến thánh thượng. Vì tiểu bảo nói, hoàng thượng phái tại hạ hỏi tiểu vương gia về vụ mấy bữa trước đây Dương Nhất Phong đã lân át lương dân trên một tòa tửu lồng. Hắn dòng cho bọn nô bộc tàn ác đánh người, chẳng hiểu hiện nay hắn đã thay đổi tính tình chưa. Nguyên Dương Nhất Phong được ngô tam quế ủy cho làm chi huyện khúc tĩnh là vì hắn đã đốt lót hơn bốn vạn bạc. Trong khoản này, ngô ứng hùng đã rút lấy trên ba ngàn lạng bây giờ gã nghe vi tiểu bảo nói vậy thì chẳng còn hồn vía nào nữa vội đáp ngay ti chức xin dạy bảo hắn đoạn gã quay ra bảo dương giật chi người đi kêu dương nhất phong đến đây lập tức hãy đánh hắn năm chục trượng lớn rồi sẽ liệu ngô ứng hùng lại đưa lời vấn an vi tiểu bảo và nói công công xin công công khải tấu thánh hoàng cho kẻ vi thần ngô tam quế xét người không được tinh minh tiến cử một tên chẳng ra gì xin thánh hoàng giáng chỉ hành tội kẻ vi thần không dám oán thán tên dương nhất phong lập tức bị cách chức vĩnh viễn không được thu dụng đồng thời kẻ vi thần thỉnh cầu bộ đại nhân ủy nhiệm bậc hiền tài khác xung vào trước đó vì tiểu bảo cười đáp tưởng bất tất phải dùng hình phạt nghiêm trọng đến thế ngô ứng hùng nói dương nhất phong lớn mật làm càn đã đến tai thánh thượng, thật tội đáng chu di giật chi người cứ phạt đòn thật nặng cho ta dương giật chi đáp xin tuân mệnh vì tiểu bảo cười ha hà nghĩ bụng, thế là tên quan họ dương e rằng khó toàn mạng gã nói. Tại hạ trở về phúc trình hoàng thượng sẽ dáng biểu diễn hai chiêu, hoành tảo thiên quân, và, cao sơn lưu thủy, cho thật đúng mới được. Gã nói rồi cáo từ đi ra, ngô ứng hùng lấy trong tay áo ra một gói lớn hai tay dâng lên nói. Quế công công, đại ơn đại đức của công công không thể báo đáp một cách dễ dàng. Lại nhờ đa tổng quản sách đại nhân cùng các vị ngự tiền thị vệ đại thần hết lòng bảo vệ ti chức gọi là có chốt quà mọn để tỏ lòng thành kính ti chức cảm phiền quế công công vị tình truyền giao dùng tới các vị đó thánh thượng có hỏi đến mỗi vị tâu giúp một câu thì nỗi oan ùm của cha con kẻ vi thần mới sửa được vì tiểu bảo đón lấy cái bọc cười hỏi phải chăng tiểu vương gia muốn tại hạ thay mặt tỏ thân tình với mấy vị đó vụ này dễ lắm tại hạ có thể làm được Gã ở trong cung hơn một năm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã học được cách ăn nói của bọn thái giám rất đầy đủ. Giả tỷ bây giờ gã mới bắt đầu mạo danh tiểu quế tử thì hài lão công đuôi mắt khó lòng phát giác ra được. Ngô ứng hùng và dương giật chi kính cần đưa gã ra tận cổng ngoài. Vì tiểu bảo ngồi trên kiệu mở bọc ra coi thấy toàn là ngân phiếu, tổng số đúng 10 vạn lạng bạc. Gã lẩm bẩm con mẹ nó, lão ra lấy 5 vạn trước, rồi gã cất ngân phiếu vào bọc còn năm vạn lạng vẫn để nguyên trong gói công việc đầu tiên của vi tiểu bảo là đến ngự thư phòng bái kiến vua khang hy để phúc trình sứ mạng đã làm xong gã nói ngô ứng hùng đối với bậc chúa thượng thánh minh bằng một tấm lòng cảm kích không bút nào tả xiết vua khang hy cười nói chắc gã sợ giật bắn người lên vi tiểu bảo đáp gã sợ đến té đái vãi phân sau nô tài lại bảo gã minh kiến của thánh thượng soi xa muôn dặm ngài điều tra võ công của thích khách đoán ngay được là hành vi của bọn phản tặc họ mộc ở Vân Nam. Ngô ứng hùng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, gã cười hiếp mắt lại. Vua Khang Hy nổi lên chàng vi tiểu bảo ha hà, vi tiểu bảo móc trong bọc lấy gói ngân phiếu ra tông. Ngô ứng hùng cảm kích đến độ móc ra một nắm ngân phiếu lớn nói là tặng cho nô tài một vạn lạng. Còn bốn vạn lạng gã yêu cầu nô tài đem chia cho bọn thị vệ ở trong cung đã ra sức chiến đấu đêm qua. Muôn tâu thánh thượng. Thánh thượng coi đây đủ rõ bọn nô tài được một dịp đại phát tài. Mớ ngân phiếu này mỗi tấm đều 500 lạng, tất cả 100 tấm chồng lên thành một sấp dày. Vua Khang nghi cười nói, ngươi còn là một đứa nhỏ thì một vạn lạng cũng không xài hết được. Vậy còn bốn vạn lạng ngươi đem chia cho bọn thị về. Vì tiểu bào nghĩ thầm, hoàng thượng tuy thông minh nhưng cũng không đoán được trong mình vi tiểu bào này có hàng mấy chục vạn lạng bạc. Gã lại tâu, tâu thánh thượng nô tài chầu hầu thánh thượng, thứ gì cũng đủ hết, có bạc cũng chẳng dùng làm gì. Nô tài thờ chúa giữ vẹn lòng chung đã được thánh thượng chiếu cố đủ điều. Vậy năm vạn lạng bạc này xin đem thưởng hết cho bọn thị vệ, nô tài sẽ bảo với chúng đây là của thánh thượng ban thường, bất tất phải nhắc tới ngô ứng hùng để mua chuộc lòng người cho gã. Vua Khang Hy không muốn mạo danh ban thường, nghe đến bốn chữ, mua chuộc lòng người, nhà vua không khỏi động tâm. Hồi 53 Quế công công song thủ bão giai nhân. Vì tiểu bảo thấy vua Khang Hy trầm ngâm không nói gì, liền tâu, muôn tâu thánh thượng, ngô tam quế phái con trai lai kinh, đem theo vô số vàng bạc, thấy ai cũng đốt lót, chưa chắc đã phải vì lòng tết. Trăm họ cùng kim ngân châu báu khắp nơi trong thiên hạ đều là của chúa thượng. Vậy mà thằng lòi ngô tam quế ngang ngược càn rõ, dám coi tỉnh Vân Nam như đất của họ ngô nhà hắn. Vua Khang Hy gật đầu phán, người nói rất có lý vậy số bạc này ngươi cứ bảo là của chấm ban thường cũng được. Vì tiểu bảo liền qua phòng thị vệ ở ngoài ngự thư phòng. Gã nhìn quan ngự tiền thị vệ đô tổng quản là Đa Long nói, Đa Tổng Quản, Hoàng thượng truyền dạy đêm qua những tên thị vệ nào hộ giá có công, Ngài khâm ban năm vạn lạng bạc bạch ngân để thưởng cho họ. Đa Long cả mừng quỳ mọp ngay xuống tạ ơn, vì tiểu bảo cười nói, hiện giờ Hoàng thượng đang lúc cao hứng, vậy đa tổng quản vào ngay ngự thư phòng tạ ơn ngài ban thưởng đi. Gã nói rồi giao 5 vạn lạng bạc bằng ngân phiếu cho Đa Long. Đa Long theo vi tiểu bảo tiến vào thư phòng quỳ xuống dập đầu tâu, muôn tâu thánh thượng, thánh thượng ban thưởng, nô tài là Đa Long cùng đoàn thị vệ xin dập đầu bái tạ. Vua Khang Hy tươi cười gật đầu luôn mấy cái, vì tiểu bảo nói chỉ ý của thánh thượng là ban thưởng cho công bằng, vậy tổng quản đem 5 vạn lạng bạc này liệu mà chia cho bọn thị vệ ai giết giặc có công hoặc anh dũng chiến đấu mà phải bị thương thì cho phần hơn đa long đáp giả giả nô tài xin tuân chỉ. vua khang hy bụng bảo giả gã nô tài tiểu quế tử đã hết lòng trung lại không thăm tiền bạc kể cũng hiếm có gã đem cả năm vạn lạng bạc tận số để thưởng cho thị vệ còn chính gã không lấy một đồng nào thật là đáng khen vì tiểu bảo cùng đa long tạ ơn lui ra đa lòng đếm một tập ngân phiếu cộng một vạn lạng cười nói quế công công đây là bọn thị vệ tỏ lòng hiếu kính công công xin công công vui lòng thu nạp để chia cho bọn tiểu công công ở trong cung vì tiểu bảo cười đáp ô hay đa tổng quản tổng quản nói vậy thì không phải là bạn hữu rồi tiểu quế tử này bình sinh chỉ kính trọng những bạn võ công cao cường năm vạn lạng bạc này nếu đức hoàng thượng mà thường cho bọn quan văn thì tiểu quế tử này tất được chia một hai vạn lạng nhưng đây là hoàng thượng thưởng cho đa tổng quản cùng đoàn thị vệ, thì dù tổng quản có cho một phân một lạng, tại hạ cũng không thể thu nhận được. Đa Long cười nói, anh em thị vệ đều nói là trong cung có rất nhiều vị công công nhưng đặc biệt quế công công nhỏ tuổi nhất mà lại là một ông bản tử tế nhất, tiếng đồn quả đã không ngoa. Vì tiểu bảo chợt nhớ ra điều gì liền nói, đa tổng quản, tổng quản cha dung tại hạ xem trong những tên phản tặc bị bắt đêm qua có ai là liêu nhất chu không? nếu có tên này thì chúng ta phải điều tra cho biết gốc gác của gã đa long đáp giả giả dĩ nhiên bọn phản tặc khai tên giả nhưng tại hạ sẽ tìm cách điều tra vì tiểu bảo về gần tới cửa phòng thì thấy một tên tiểu thái giám đã đứng chờ sẵn ở đó tên tiểu thái giám này chạy lại đón gã khẽ nói quế công công vị tiền lão bản bữa trước lại đưa một con heo đến con heo bữa nay kêu bằng địa hoàng nhân sâm chư. y nói đem kính biếu công công hiện còn chờ công công ở nhà bếp. Vì tiểu bảo trao mày nghĩ bụng, lần đầu hắn đưa đến con, hoa điêu phục linh chư, còn chưa thu xếp được ổn thỏa mà nay hắn lại đưa đến con, địa hoàng nhân sâm chư, gì đó. Trốn hoàng cung há phải là cây củi đựng heo, rồi gã lẩm bẩm nhưng hắn đã đến, mình chẳng thể không tìm cách phát lạc. Vì tiểu bảo đi thẳng xuống nhà bếp, quả nhiên thấy tiền lão bản đứng lên tươi cười thi lễ nói, quế công công, con, hoa điêu phục linh chư, bữa trước của tiểu nhân là một món ăn bổ ích phi thường quế công công sơi vào rồi tinh thần tráng kiện mặt mũi hồng hào vì tấm lòng cảm kích đối với công công đã hết lòng chiếu cố nay tiểu nhân lại đưa đến biếu công công con heo đặc biệt này hắn nói rồi trỏ sang mé bên vì tiểu bảo thấy đây là một con heo còn sống toàn thân lông trắng coi rất đẹp nó đang đi quyện trong cái cụi tre vì tiểu bảo không hiểu tiền lão bản muốn giở trò gì với mình nhưng gã cũng gật đầu luôn mấy cái. Tiền lão bản tiến đến bên cầm lấy tay Vi tiểu bảo nói: "Cha cha, quế bếp công ăn thịt heo, hoa điêu phục linh chư, rồi, kinh mạch rất thịnh vượng, quả nhiên khác trước nhiều." Vi tiểu bảo thấy tiền lão bản chuồn vào trong tay gã một mảnh giấy vo tròn. Nhưng vì ở nhà bếp đông người, gã không tiện hỏi nhiều. Tiền lão bản lại nói: "Con địa hoàng nhân sâm chư này không thể nuôi nấng như heo thường được." xin công công dặn nhà bếp lấy thứ giấm rượu thượng hào hạng cho nó ăn trong 10 ngày qua kỳ hạn này tiểu nhân lại đến coi và mổ cho công công hưởng thụ vì tiểu bảo trao mày nói lần đầu con hoa điêu phục linh chư đã làm cho ba hồn bảy vía tiểu đệ lên mây rồi vậy bây giờ nhất định là nhân sâm chư yến xào chư hay gì gì chưa đi nữa thì tiền đại ca cũng tự liệu mà gánh vác lấy tiểu đệ ăn không tiện đâu tiền lão bản cười ha hả nói đây là lòng yêu kính của tiểu nhân chứ không dám làm phiền lụy đến công công đâu, mà công công phải ngần ngại. Hắn nói rồi xá liền mấy cái, chờ gót đi ra. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, trên mảnh giấy này chắc là có viết chữ, mà chữ nghĩa của mình không được một dúng mới thật rắc rối. Gã đành dặn bọn nhà bếp liệu mà chăn nuôi con heo. Đoạn gã trở về phòng vừa đi vừa bụng bảo giả, thằng cha tiền lão bà này thật là thông minh, chuyến trước hắn dùng con heo chết để giống người sống vào trong cung nếu lần này lại đem con heo mổ rồi vào cung tất không khỏi khiến cho người ta sinh lòng ngờ vực nên hắn đưa một con heo sống cho bọn ngự trù phòng nuôi dưỡng để chứng tỏ chẳng có trò chi hết như vậy dù trước kia có kẻ hoài nghi thì bây giờ lòng ngờ vực cũng tiêu tan hết phải lắm phải lắm kẻ khôn ngoan muốn bịp người chẳng những phải suy nghĩ chu đáo trước khi hành động mà sau khi xong việc rồi nếu có cơ hội cũng nên vá kín những chỗ sơ hở rồi gã tự nhủ còn mảnh giấy này ta đành đưa cho tiểu quận chúa đọc dùm. Mẹ kiếp, có việc gì sao không nói huyệt tuệt ra, lại còn viết chữ con bà nó gì đây, để mình nóng ruột, và phải nhờ kẻ khác đọc cho nghe thì giữ bí mật thế đếch nào được. Vì tiểu bảo về tới, vừa mở khóa vào phòng, một kiếm bình đã nói ngay, quế đệ ca ơi, vừa có người tới ngoài cửa, dường như đem cơm đến thì phải. Họ thấy cửa khóa cũng không gõ cửa, bỏ đi ngay. Vì tiểu bảo hỏi, sao muội muội biết họ đem cơm đến? Ha ha, chắc các cô này ngửi thấy mùi cơm thịt lại càng đói ngấu phải không? Đói thì sao không lấy bánh mà ăn? Mục Kiếm bình cười khúc khích đáp, nói thực cho đại ca hay, bọn tiểu muội đã lấy ăn rồi. Phương Di ngập ngừng hỏi, "Quế, Quế để ca, đại ca đã, nàng tính hỏi, đại ca đã được tin tức gì về Lưu Nhất Phong chưa?" Nhưng lại hổ thẹn ấp úng không nói nên lời vì tiểu bảo đáp ngay ta chưa điều tra xong vụ lưu sư ca của nàng theo lời bọn thị vệ trong cung thì những đứa bị bắt chẳng có tên nào họ lưu phương di khẽ nói đa tạ đại ca chỉ mong không bắt được y là hay rồi vì tiểu bảo nói cái đó chẳng có gì là hay gã ở ngoài nhớ nàng nàng ở trong cung nhớ gã một đằng nàng nhớ ta ta nhớ nàng các anh các chị nhân tình không được nhìn thấy mặt nhau tất bị mối tương tư hành hạ cực kỳ đau khổ chứ chẳng quý hóa gì. Phương Di đỏ mặt lên nói, sao lại bảo tiểu muội ở trong cung nhớ nhung ai? Vì tiểu bảo đã các cô nàng đã vào cung thì đừng hòng có ngày ra được nữa. Tỷ như nàng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, tiểu quế tử vừa trông thấy đã muốn làm vợ. Nếu đức hoàng đế mà ngó thấy, nhất định đòi phong làm hoàng hậu nương nương. Phương cô nương ơi, ta khuyên cô làm hoàng hậu nương nương quách. Phương di dẫy nảy lên nói, tiểu muội không nói chuyện với đại ca nữa mỗi câu nói của đại ca lại làm cho tiểu muội tức mình. tiểu muội muốn nổi nóng rồi đây. vì tiểu bảo bật cười, gã cầm mảnh giấy đưa cho một kiếm bình nói, tiểu quận chúa, muội muội đọc thử mảnh giấy này cho ta nghe. một kiếm bình cầm lấy đọc ở quán trà cao thăng toàn nói về anh liệt chuyện, rồi cô hỏi vụ này là thế nào đây? vì tiểu bảo vừa nghe đã hiểu ý. khi người thiên địa hội có việc muốn gặp gã là lại mời gã ra quán trà cao thăng để nghe thầy đồ giảng về anh liệt chuyện gã liền cười đáp anh liệt chuyện mà muội muội không biết ư mộc kiếm bình nói dĩ nhiên tiểu muội hiểu lắm anh liệt chuyện là một thiên cố sự nói về công cuộc khai sáng nghiệp rồng của đức thái tổ hoàng đế vì tiểu bảo nói trong sách có một hồi mộc vương gia tam tiến hạ vân nam quế công song thủ bão giai nhân muội muội đã nghe chưa mộc kiếm bình biểu môi đáp vụ kiềm ninh vương gia gia bình định vân nam dĩ nhiên là có ở trong liệt chuyện còn vụ quế công công song thủ gì gì đó là bịa ra vì tiểu bảo nghiêm trang hỏi muội muội bảo không có vụ quế công công song thủ bão sai nhân ư ừ. mục kiếm bình đáp nhất định không có đây chỉ là đại ca bịa ra vì tiểu bảo hỏi chúng ta đánh cuộc nào nếu có thì làm sao không có thì làm sao mục kiếm bình nói những thiên cố sự trong anh liệt chuyện tiểu muội đã thuộc lòng cả rồi dĩ nhiên không có vụ đó đại ca muốn đánh cuộc thế nào tiểu muội cũng ăn đứt phương sư tỷ chẳng làm gì có vụ này phải không sư tỷ phương di chưa kịp trả lời vì tiểu bảo đã nhảy bổ lên giường để nguyên cả giày chui vào trong chăn nằm giữa hai cô tay trái gã ôm cổ phương di tay mặt ôm ngang lưng mộc kiếm bình đoạn gã nói ta đã bảo có là nhất định phải có phương di và mộc kiếm bình đồng thời bật tiếng la trời ơi các cô không kịp né tránh bị vi tiểu bảo ôm chằng chằng Mục kiếm bình đưa tay mặt ra hết sức đẩy mạnh một cái. Vì tiểu bảo liền thừa cơ quay đầu vào trong đưa môi ra hôn miệng Phương Di rồi khen, thơm quá, Phương Di muốn cục cựa nhưng người nàng vừa khẽ cử động thì mấy rẻ xương sườn trước ngực bị gãy, khiến nàng đau đớn tâm can. Nàng xoay tay trái tát vào mặt vi tiểu bảo đánh, bốp, một cái. Vi tiểu bảo vừa cười vừa la, gái lăng loàn mưu giết thân phu, rồi gã nhảy vọt ra ngoài chăn gã ôm lấy mộc kiếm bình hôn cô một cái nói, cũng thơm quá, đoạn gã cười khanh khách chạy ra khỏi phòng xoay tay khóa cửa lại. Phòng của Vi Tiểu Bảo ở phía nam phòng ngự thiện, Vi Tiểu Bảo đi về phía bắc quanh qua dưỡng tâm điện rồi rẽ sang phía tây. Gã xuyên qua ba nhà sảnh đường rồi qua cửa dưỡng hoa, cửa thọ an. Gã lại quay lên phía bắc qua cung thọ an, lướt qua điện anh hoa rồi chuyển sang mé đông qua cửa tây thiết từ đây vi tiểu bảo đi lên hướng bắc ra cửa thần võ cửa thần võ là cổng sau từ cấm thành ra ngoài cửa thần võ là rời khỏi hoàng cung vi tiểu bảo đến thẳng quán cao thăng gã vào quán ngồi chủ quán pha trà mang lại bỗng thấy cao ngạn siêu từ từ đi tới đưa mắt ra hiệu vi tiểu bảo gật đầu gã thấy cao ngạn siêu ra khỏi quán trà liền nghĩ bụng chắc hắn ra ngoài đợi ta gã uống cạn chung trà bỏ đờ ln ếch bạc xuống bàn nói bữa nay mắc bận không nghe giảng sách được đoạn gã từ từ đứng lên cất bước đi ra quả nhiên cao ngạn siêu đang chờ gã ở góc hai người đi được mấy bước thì thấy có người khiêng tới hai cỗ kiệu cao ngạn siêu để vi tiểu bào ngồi lên một cỗ còn gã đi một quãng nữa đảo mắt nhìn quanh không thấy ai theo dõi mới lên ngồi cỗ kiệu thứ hai những tên kiệu phu khiêng kiệu chạy nhanh như bay hai cỗ kiệu đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm thì dừng lại vì tiểu bảo thấy nơi rừng kiệu là một tòa tiểu điện bốn mặt, có vách tường vây. Gã theo cao ngạn siêu vào trong, vừa chuyển qua bức tường vách đã thấy anh em thiên địa hội chạy ra nghênh tiếp. Mọi người khom lưng thi lễ cùng vi tiểu bảo, gã nhận ra phản cương, phong tế trung, huyền trinh đạo nhân. Cả tiền lão bản cũng ở trong đám này, vi tiểu bảo cười hỏi tiền đại ca, tôn tính đại danh là gì? Tiền lão bản đáp không dám, thuộc hạ quả thực họ tiền, tên gọi lão bản. Bản đây là vốn liếng, chứ không phải lão bản là tấm ván cũ. Ý nói làm nghề thương mại thì phải trường vốn. Vì tiểu bảo cười ha hà nói, đại ca là người rất khôn ngoan. Nếu thực sự làm nghề thương mại thì bao nhiêu vốn liếng của người ta sẽ vào tay đại ca hết. Tiền lão bản mỉm cười nói, vì hương chủ, hương chủ quá khen thuộc hạ mà thôi. Mọi người nhường chỗ cao cho vi tiểu bảo ngồi. Phản cơm nóng này nói ngay, vì hương chủ, xin hương chủ coi đây hắn nói rồi cầm tờ thiếp đại hồng điểm suyết màu vàng đưa lên trên tấm thiếp có viết mấy hàng chữ bằng mực đen láy vì tiểu bảo nói ngay họ viết chữ nghĩa gì đó bọn họ nhận ra mình nhưng chưa có mối giao tình gì với ta chắc đây là cuộc tương hội đầu tiên tiền lão bản đáp vì hương chủ đây là thiếp mời chúng ta đến ăn tiệc vì tiểu bảo hỏi vậy thì hay lắm ai mà kính trọng chúng ta thế tiền lão bản đáp trên thiếp ghi là mộc kiếm thanh vì tiểu bảo sửng sốt hỏi, mộc kiếm thanh ư, tiền lão bản đáp, y là tiểu vương gia trong mộc vương phủ. Vì tiểu bảo gật đầu hỏi, phải chăng là ca ca của con heo, hoa điêu phục linh? Tiền lão bản đáp, chính hắn, vì tiểu bảo đáp, hắn mời cả bọn chúng ta hay sao? Tiền lão bản đáp, lời lẽ trên thiếp rất lịch sự. Hắn mời vi hương chủ ở thanh mộc đường trong thiên địa hội, cùng chúng vị anh hùng phó yến vào tối hôm nay ở trong hẻm Tây Khanh. Vì tiểu bảo hỏi, tiền đại ca thử nghĩ xem hắn có dụng ý gì, liệu có pha thuốc độc hay con mẹ nó vào rượu không? Tiền lão bản đáp, theo lẽ ra thì Mộc Vương Phủ ở Vân Nam cũng nổi danh trên chốn giang hồ. Mộc Kiếm Thanh lại là tiểu vương gia, một nhân vật có địa vị ngang hàng với Trần Tổng Đà Trù của chúng ta, quyết chẳng dám dùng thủ đoạn đê mạt đó. Có điều cuộc hội họp này chưa chắc đã là cuộc hội diện tử tế, yến tiệc chưa chắc đã là yến tiệc ngon lành vì hương chủ lo như vậy cũng phải. Chúng ta chẳng thể không đề phòng, vì tiểu bảo hỏi, vậy chúng ta có nên đi dự bữa tiệc này không? Chà chà, thịt đùi tuyên oai bỏ vào lò quay, sôi thổi cách bức, gà nướng hơi ở Vân Nam đều là những thứ ăn được. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không ai nói gì. Hồi lâu, huyền trinh đạo nhân mới lên tiếng, toàn thể anh em đều xin chỉ thị của vi hương chủ. Vì tiểu bảo cười đáp bữa cơm rượu thịnh soạn tối hôm nay bề nào các vị cũng có mặt. Các vị muốn ăn uống bình yên chẳng lo ngại gì thì để tiểu đệ đứng ra làm chủ nhân thiết đãi. Cơm no rượu say rồi vị nào muốn đánh bài thì đánh bài, vị nào muốn kêu những ả à mày ngài đến bồi tiếp cũng được, nhất thiết đều do tiểu đệ trả tiền. Bằng các vị muốn hà tiện cho tiểu đệ thì chúng ta đến quấy nhà họ ngục. Gã nói mấy câu này một cách rất khẳng khái ra tuồng kẻ cả nhưng thật tình gã rất láu lỉnh không chịu đưa ra chủ ý có nên đi phó yến hay không phản cương nói vì hương chủ thết đãi anh em ăn uống vui chơi là một điều ai cũng thích thú nhưng họ mộc đã mời mà chúng ta không đi thì e rằng chúng ta sợ chúng không khỏi tổn hại đến oai phong của thiên địa hội vì tiểu bảo liền hỏi phản huynh nói vậy thì chúng ta nên đi ngay sao gã đảo mắt ngó bọn huyền trinh phong tế trung tiền lão bản Cao Ngạn Siêu thì thấy những người này từ từ gật đầu. Vì tiểu bảo lại nói tiếp các vị đều đồng ý đi, thì chúng ta cứ đến ăn thịt hắn. Quân đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất lấp, trà đưa đến thì giơ tay ra đón, cơm đưa đến thì há miệng đớp, còn thuốc độc đến thì sao? Chúng ta cũng nuốt ực một tiếng, còn mẹ nó, thuốc uống vào bụng rồi muốn ra sao thì ra. Cái đó kêu bằng, anh hùng vô ý tử, úy tử bất anh hùng huyền trinh nói chúng ta chỉ cần để ý coi chừng là có thể nhận ra manh mối chúng ta hãy bàn nhau trước người thì nhịn uống trà kẻ thì đừng uống rượu. rượu cũng kẻ uống người không người kiêng ăn thịt kẻ cứ ăn cá như vậy bọn chúng có hạ độc cũng không thể tung một mẻ lưới là quét hết được bọn ta bằng tất cả mọi người đều chẳng ăn uống gì là làm trò cười cho chúng mọi người bàn định xong rồi vì tiểu bảo cười sắc phục thái giám ra ăn mặc trá hình làm một chàng công tử mũ áo cùng đồ trang sức của gã đã do cao ngạn siêu chuẩn bị từ trước vì tiểu bảo vẫn ngồi kiệu để mọi người đưa tới hẻm tây khanh gã tự nhủ ta ở trong cung đêm ngày nơm nớp lo âu chỉ sợ mụ điếm đến giết mình chẳng bao giờ được tiêu dao khoái lạc như làm hương chủ thanh mục đường có điều sư phụ đã truyền cho ta thám tính mọi việc trong cung mà ta tự tiện ra ngoài thì e rằng cái chức hương chủ cố nhiên là không còn mặc khác cái mạng nhỏ xíu có giữ nổi hay không ta cũng chẳng cần, miễn là được cưỡi lừa đi coi hát cho khoái chí. Ngõ Tây Khanh ở ngoài thành cách chừng hai dặm, kiệu vừa dừng lại đã nghe tiếng ca nhạc, đàn, sáo. Vì tiểu bảo từ trong kiệu bước ra, thấy hai bên cổ suý xôn xao, gã tự hỏi, họ cưới vợ cho con hay làm gì mà nhộn thế? Bỗng thấy cổng tòa đại viện mở rộng, mười mấy người mũ áo chỉnh tề đứng ở ngoài cổng nghinh tiếp người đi đầu là một thanh niên lối 25, 26 tuổi. Người này thân hình cao mà gấy, tướng Mạo Anh Tuấn tự giới thiệu tại hạ là một kiếm thanh, xin kính cẩn nganh tiếp đại giá vi hương chủ. Vì tiểu bảo lâu nay đã giao kết với quan tư quý hiền, nên cách giao thiệp cung kính lễ mạo gã đã quen rồi. Người ta có câu, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Hằng ngày vi tiểu bảo kề cận hoàng đế, các vị thân vương quý tộc, các quan lớn trong triều đình vào hàng thượng thư, tướng quân nên việc chạm mặt, chào hỏi các vị đại nhân hàng ngày diễn ra như cơm bữa, chẳng có gì khó khăn. vì thế mà tôi gã còn nhỏ tuổi, tự nhiên có phong độ uy nghiêm. mộc kiếm thanh tuy đã nổi danh nhưng địa vị chưa tôn quý bằng khang thân vương, ngô ứng hùng. vì tiểu bảo thấy mộc kiếm thanh thân hành ra đón tiếp mình, liền chắp tay nói: tiểu vương ra lễ độ quá, chừng khiến tại hạ rất áy náy gã nhầm tướng mạo đối phương thì thấy nước da hơi đen, mắt mũi hao hao giống mộc kiếm bình. Mộc kiếm thanh đã biết trước vi hương chủ, vị thủ lãnh thanh mộc đường trong thiên địa hội, còn là một đứa trẻ nít. Bạch Hàn Phong lại cho y biết là võ công thằng nhỏ này rất thấp kém, chỉ có miệng lưỡi trơn như mỡ đổ nói cho đúng gã là một tên lưu manh, một tên láo cá bé nhỏ. Họ đoán ra gã dựa vào thế lực rất hùng hậu của Trần Cận Nam mới lên làm hương chủ được. Bây giờ Mộc Kiếm Thanh thấy Vi Tiểu Bảo vẻ người đỉnh đạc, thần sắc chân tĩnh lại ra chiều, coi thường mọi sự thì nghĩ thầm trong bụng, thằng nhỏ này e rằng cũng có chút lai lịch, chứ không phải hạng tầm thường. Mộc Kiếm Thanh đứng sang bên để nhường lối cho Vi Tiểu Bảo tiến vào. Vi Tiểu Bảo đảo mắt nhìn cách bài trí trong sảnh đường thì thấy bàn ghế đều bọc đoạn màu hồng, trải đệm gấm. Mọi người chia ra chủ khách mà ngồi, thánh thủ cư sĩ Tô Cương bạch hàn phong cùng mười mấy người đều thóng tay đứng ở phía sau mộc kiếm thanh mộc kiếm thanh cùng bọn Phàn cương thông tên họ với nhau cùng đưa ra những lời khách sáo hâm mộ nhau kính trọng nhau bọn Phàn cương đều nghĩ bụng vị tiểu vương gia họ mộc này không thấy có gì khác người cho lắm cách nói năng của hắn vừa đủ lề lối thông thường trong võ lâm bọn gia nhân bưng trà thơm vào ngoài cửa sảnh đường ban nhạc công thổi sáo gầy đàn tấu khúc hoan nghênh quý khách rất là long trọng Hồi 54, nghe trẻ ba hoa, ông già ngơ ngác. Tiếng âm nhạc còn đang réo rắt, một kiếm thanh hô lớn mời các vị nhập tiệc. Y dẫn mọi người tiến vào sảnh đường, giữa lúc nhà khách sảnh kêu một cỗ bàn bát tiên phủ gấm thêu hoa. Hai bên tả hữu đều kê một bàn, những đũa chén bầy bàn tuy không sang trọng bằng ở phủ khang thân vương nhưng cũng khá lịch sự mộc kiếm thanh hơi cúi người xuống nói mời vi hương chủ thượng tỏa cho vi tiểu bảo coi cục diện bữa nay nhận thấy thủ tịch dành cho mình liền đáp đã vậy tại hạ không dám khách sáo mộc kiếm thanh ngồi mé dưới bồi tiếp mọi người an vị rồi mộc kiếm thanh lại hô vào mời sư phụ tô cương và bạch hàn phong tiến vào nội thất đón một lão già ra mộc kiếm thanh đứng dậy ninh tiếp nói thưa sư phụ bữa nay có vi hương chủ ở thanh mộc đường trong thiên địa hội giá lâm thật hân hạnh cho chúng ta đoạn y quay lại giới thiệu với vi tiểu bảo, vi hương chủ. Vị này là liễu lão sư phó, ân sư của tại hạ. Vi tiểu bảo chắp tay chào, nói tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu, lúc này thân hình cao lớn, mặt mũi hồng hào, tóc bạc đã rụng hết, trên đầu không còn sợi nào. Hiển nhiên lão đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước. Cặp mắt lấp loáng ánh thần quang lão đưa mắt nhìn vi tiểu bảo cười ha hà nói gần đây thanh danh thiên địa hội rất hương thịnh thanh âm lão vang dội khác thường lão nói câu này một cách bình thường mà cũng bằng người khác lớn tiếng quát tháo nghe rất chói tai lão nói tiếp quả nhiên sản xuất ra lắm nhân tài vì hương chủ còn nhỏ tuổi thế này đã thành bậc kỳ tài hiếm có trong võ lâm vi tiểu bảo cười đáp tại hà không phải bậc anh tài mà cũng chẳng phải hạng kỳ tài có thể nói ngu xuẩn nữa là đằng khác bữa trước tại hạ bị bạch sư phó vặn tay không nhúc nhích được suýt nữa phải la làng gọi mẹ. còn võ công tại hạ lại rất tầm thường ha ha mọi người nghe gã nói vậy đều ngạc nhiên biến sắc nét mặt bạch hàn phong càng cổ quái hơn lão già cũng cười hô hố một hồi rồi nói vì hương chủ tính tình bộc trực quả nhiên là bản sắc của đấng anh hùng khiến lão phu phải khâm phục đến ba phần vì tiểu bảo đáp ba phần khâm phục thì nhiều cụ a à. còn mẹ nó Tại hạ chỉ mong được nửa phần hay một phần không coi tại hạ là thằng nhỏ ăn xin, thằng khỉ thối tha cũng đủ lấy làm thỏa mãn. Lão kia càng cười lớn hơn nói, vì hương chủ thật khéo nói giỡn. Huyền Trinh Đạo Nhân hỏi, lão tiền bối danh chấn động thiên nam, phải chăng người trong võ lâm đều kêu bằng thiết bối thương long liễu lão anh hùng? Lão già cười đáp, không dám, Huyền Trinh Đạo Trường cũng biết đến tiện danh của lão phu thì thật là hân hạnh. Huyền Trinh trong lòng run sợ nghĩ thầm, mình chưa thông danh tính mà lão đã biết tên. Xem thế đủ tỏ chuyến này mộc ra chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Đã có mặt lão này, bọn chúng bất tất phải hạ độc dược. Nguyên bề võ công họ cũng đủ quyết thắng rồi, vì bên mình chẳng có anh em nào là địch thủ của lão. Đạo nhân liền khom lưng nói, ngày trước liễu lão anh hùng chu diệt tam bá ở nộ giang, truy sát quân thanh ở đằng sung, hiệp danh đồn đại khắp thiên hạ bọn hậu sinh tiểu tử trên trốn giang hồ nghe tiếng lão anh hùng chẳng ai là không kỉnh ngưỡng. Lão già cười khành khạch đáp đó là việc ngày trước, đạo trường còn nhắc tới làm chi. Tuy lời lẽ khiêm nhượng mà giọng nói đầy vẻ thỏa mãn. Nguyên thiết bối thương long liễu đại hồng nổi danh từ lâu. Ngày trước mục thiên ba đối với lão cũng cực kỳ kính trọng. Hồi quân thanh đánh tới Vân Nam, liễu đại hồng đem toàn lực bảo vệ di cô nhà họ mục. Mục Kiếm Thanh chính là đệ tử truyền nhân của lão, trong Mục Vương Phủ hiện nay, trừ Mục Thiên Thanh, lão là nhân vật đệ nhất. Mục Kiếm Thanh nói, thưa sư phụ, xin lão nhân ra bồi tiếp vi hương chủ cho, liễu đại hồng đáp được rồi, đoạn lão ngồi xuống bên vi tiểu bảo, chiếc bàn bát tiên này mé ngoài bỏ trống một bên, mé trên có hai người ngồi là vi tiểu bảo và liễu đại hồng. Bên tả là Phàn Cương và Phong Tế Trung, mé hữu là Mục Kiếm Thanh bên im còn một ghế bỏ trống để chờ ai. Quần hào trong thiên địa hội đều tự hỏi, không hiểu Mộc Vương Phủ còn mời nhân vật lợi hại nào đây. Bỗng nghe Mộc Kiếm Thanh lên tiếng, đỡ từ sư phó ra một đây để các vị bằng hữu được yên lòng. Tô Cương đáp, xin vâng, rồi hắn vào nhà đỡ một người đi ra. Bọn phản cương ngó thấy đều vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thanh cất tiếng gọi từ đại ca, người này lưng còng, y chính là bắt thủ viên hầu từ thiên xuyên từ thiên xuyên ra mặt vàng đàm, thương thế chưa lành, nhưng hiển nhiên tính mệnh lão không có gì đáng ngại nữa. Quần hào trong thiên địa hội bu quanh lại, hỏi han rối rít Nỗi mừng biết lấy chi cân, một kiếm thanh trỏ cây ghế bên trái nói mời từ sư phó ngồi bên này. Từ thiên xuyên tiến lên một bước nhìn vi tiểu bảo khom lưng thi lễ chào, thưa vi hương chủ, hương chủ mạnh giỏi a à. vi tiểu bảo chắp tay đáp lễ hỏi, từ tam ca, tam ca bình yên chứ gần đây bán thuốc cao có phát tài không? Từ thiên xuyên thở dài nói, lâu này không buôn bán gì hết. Thuộc hạ bị bọn chó săn thủ hạ của ngô tam quế bắt đem đi, suýt nữa bỏ mạng. May nhờ được mục tiểu vương gia và liễu lão anh hùng cứu viện. Quần hào trong thiên địa hội nghe từ thiên xuyên nói câu này đều sửng sốt. Phản cương nói, từ tam ca, té ra hôm trước bọn hán gian ngô tam quế đa nhúng tay vào vụ này ư. Từ thiên xuyên đáp, chính thế bọn hán gian kia sấn vào hồi xuân đường bắt tại hạ đưa đi. Tên Dương, tên cầu tặc Dương nhất phong thối tha thoá mà tại hạ một hồi rồi dùng một lá thuốc cao dán lên miệng và bảo làm cho con khỉ già phải chết đói. Mọi người nghe nói có Dương Nhất Phong dính vào vụ này thì biết là không sai được nữa. Bọn Phản Cương, Huyền Trinh nhìn Tô Cương, Bạch Hàn Phong nói, bữa trước bọn Tại Hạ có nhiều điều xúc phạm đến chúng vị anh hùng, xin các vị vì nghĩa khí anh hùng mà miễn thứ cho toàn thể bọn tại hạ trong thiên địa hội đều cảm kích vô cùng. tô cương đáp không dám. bọn tại hạ bất quá vâng lệnh tiểu vương gia mà làm việc, không dám nhận công trạng chi hết. bạch hàn phong hắng giọng một tiếng, hiển nhiên gã rất lấy làm thỏa mãn về việc phe mình đã cứu viện từ thiên xuyên. vì tiểu bảo nghĩ thầm thằng cha tiểu vương gia này thật là khôn ngoan tinh tế. em gái hắn bị mình bắt giữ, gã liền cứu từ lão nghi ra trước để mình phải buông tha em hắn nhưng mình cứ giả vờ như không biết gì để xem hắn nói sao. Lúc này bọn gia nhân đã rót rượu ra, đồ nhắm bầy đầy và bát đa rất là thịnh soạn. Quần hào trong thiên địa hội một là thấy từ thiên xuyên được bọn họ cứu thoát, hai là lại có tiết bối thương long liễu đại hùng, một lão anh hùng tiếng tâm lừng lẫy cũng ngồi dự tiệc, liền chắc rằng bọn họ không pha thuốc độc vào rượu cùng món ăn. Mọi người đã hết giả nghi ngờ nên ăn uống thả cửa rất là khoái lạc liễu đại hồng uống ba tuần rượu rồi vốt sâu hỏi các vị lão đệ ai là nhân vật đứng đầu vùng kinh thành và trực lệ trong quý hội phản cương đáp một giải bắc kinh trực lệ chức vị tôn cao nhất trong tệ hội là vi hương chủ liễu đại hồng gật đầu nói hay lắm hay lắm lão uống một chung rượu nữa rồi hỏi nhưng lão phu chưa hiểu vị tiểu lão đệ đây đối với mối giao thiệp của hai bên chúng ta có thể gánh vác được cả mọi việc không Vì tiểu bảo đáp lão bá bá lão bá có điều chi xin cứ nói cho nghe, vì tiểu bảo này người bé vai non, việc nhỏ thì còn đảm đương được một phần hay nửa phần. Còn việc lớn mà đè lên lưng thì tiểu điệt phải gãy xương sống mất. Quần hào cả hai bên nghe gã nói khôi hài một cách vô ý thức không khỏi trao mày nghĩ thầm, thằng lòi này giờ giọng lưu manh quá đỗi, hễ gã mở miệng là thốt ra toàn điều vô lại, chẳng có tác phong của bậc anh hùng hào hán chút nào hết liễu đại hồng lạnh lùng nói tiểu lão đệ không gánh vác được thì việc này cũng chẳng thể bỏ qua và đây chỉ cần nhờ tiểu lão đệ báo về cho lệnh tôn sư mời trần tổng đà chủ đến đây xử lý vì tiểu bảo đáp lão bà bá có việc gì cần nói với sư phụ của tiểu điệt thì xin viết một phong thơ để tiểu điệt sai người cầm đi là đủ liễu đại hồng cười khanh khách nói việc này ư chính là vụ bạch hàn tùng huynh đệ đã chết về tay từ tam gia không hiểu kết thúc bằng cách nào cần được Trần Tổng Đà chủ tuyên bố một lời để giải quyết. Từ thiên xuyên đứng dậy hiên ngang đáp thưa mộc tiểu vương gia cùng liễu lão anh hùng, bên các vị đã cứu tại hạ ra khỏi bàn tay bọn hán gian khiến tại hạ không bị lũ ác đồ xỉ nhục, tại hạ lấy làm cảm kích vô cùng. Còn vụ bạch đại hiệp bị tại hạ làm cho ồn mạng thì tại hạ xin bồi thường cái mạng gia này. hà tất phải hỏi đến Trần Tổng Đà Chủ và Vi Hương Chủ. Phản huynh đệ, huynh đệ cho tiểu huynh mượn thanh bội đao một chút. Lão nói rồi đưa tay về phía Phản Cương. Ý kiến của Từ Thiên Xuyên thật đã rõ ràng. Lão muốn tự vẫn ngay đường trường để kết thúc vụ công ăn này. Vì tiểu bảo ngăn lại nói, hãy khoan, hãy khoan, từ tam ca, tam ca cứ ngồi xuống, bất tất phải nóng này. Tam ca đã khá nhiều tuổi mà hỏa khí còn vượng thế. Có phải tiểu đệ làm hương chủ trong thiên địa hội không? Tam ca không chịu nghe lời tiểu đệ là coi thường tiểu đệ rồi theo lề luật trong thiên địa hội thì bất tuân thượng lệnh là tội rất nặng từ thiên xuyên vội khon lưng đáp từ thiên xuyên này biết mình phạm tội xin kính tuân hiệu lệnh của hương chủ vì tiểu bảo rất lấy làm đắc y nói bạch đại hiệp chết thì đã chết rồi dù từ tam ca có thường mạng y cũng không sống lại được nữa nếu là việc buôn bán thì trả cả vốn lẫn lãi nhưng đây không phải là việc buôn bán mọi người đều trợn mắt nhìn thẳng vào mặt phi tiểu bảo không hiểu gã còn nói ba hoa những gì nữa. Nhất là quần hào trong thiên địa hội lại càng băn khoăn trong giả, nghĩ thầm, không khéo thanh danh bản hội trong võ lâm bị tên hương chủ lòi con chẳng hiểu một tí gì này là mất hết oai phong. Nếu những câu nói chăng nói cuội của gã đồn đại ra ngoài giang hồ thì từ nay chúng ta chẳng còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa. Lại nghe vi tiểu bảo nói tiếp tiểu vương gia chuyến này tiểu vương gia từ Vân Nam lên đến Bắc Kinh mà chỉ đem theo có mấy vị bằng hữu này thì e rằng có điều khiếm khuyết. Mộc kiếm thanh hắng dặn một tiếng rồi hỏi, vì hương chủ nói vậy là có dụng ý gì? Vì tiểu bảo đáp chẳng có dụng ý gì hết, nhưng tại hạ nghĩ rằng, cái mạng của tiểu vương gia tôn quý như vậy, khác hẳn với vi tiểu bảo này. Vậy tiểu vương gia đến Bắc Kinh không đem theo nhiều người đi hộ vệ, chỉ sơ ý một chút là để bọn chó săn thát đáp bắt được chẳng há là một điều rất nguy hiểm. Một kiếm thanh dương cặp lông mày lên hỏi, bọn chó săn thát đát muốn bắt tài hạ đâu phải chuyện dễ dàng. Vì tiểu bảo cười nói, võ công tiểu vương gia đã đến trình độ kinh người, khắp thiên hạ, ha ha, khó mà tìm được tay đối thủ. Dĩ nhiên bọn thát đát không bắt được tiểu vương gia, nhưng, bạn khác trong quý phủ chưa chắc đã được như tiểu vương gia. Chúng mời mấy vị đi tưởng cũng phiền cho mình, một kiếm thanh hỏi, phải chăng vi hương chủ nói câu này là có ý chê bai tại hạ miệng y nói vậy sắc mặt càng khó coi hơn vì tiểu bảo đáp ngay không phải đâu là không phải đâu suốt đời tại hạ chỉ có bị người ta khình bì chê bai còn tại hạ quyết chẳng khinh mạn ai người ta chụp lấy cổ tay của tại hạ tiểu vương gia hãy coi đây vết tím bầm đến nay vẫn chưa tan hết tại hạ đau đến chết đi sống lại bạch nhị hiệp đây ha ha thủ kình thật ghê gớm hai chiêu hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy, quả nhiên không phải tầm thường. Nếu đem hai chiêu đó đi để cứu viện các bạn thì thật là đắc dụng, cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nhất là để tiện tay dắt cừu, quay lại dắt châu càng tuyệt diệu. Bạch Hàn phong sắc mặt xám xanh, phẫn nộ cơ hồ không chịu nổi. Gã toa nổi nóng gây lời, nhưng lại cố nhịn không lên tiếng. Một kiếm thanh và liễu đại hồng đưa mắt nhìn nhau, ra chiều nghi hoặc. Cả hai người cùng cho là trong lời nói của Vi Tiểu Bảo có điều chi bí ẩn. Lão Gia Liễu Đại Hồng lên tiếng hỏi, Tiểu huynh đệ, lời nói của Tiểu huynh đệ cao thâm khôn lường, Lão Phu không thể hiểu nổi. Tiểu huynh đệ nói rõ hơn được chăng? Vi Tiểu Bảo đã, Lão Gia Từ lại khách sáo rồi. Lời nói của Tại Hạ cực kỳ nông cạn. Vậy bốn chữ, cao thâm khôn lường, Tại Hạ không dám đâu. Đúng là nông cạn, nông cạn lắm. Liễu Đại Hồng hỏi, tiểu huynh đệ bảo là trong mộc vương phủ của Lão Phu có người bị bọn thắt đát bắt đi. Không hiểu câu đó có dụng ý gì, vì tiểu bảo đã tuyệt không có một chút dụng ý gì hết. Tiểu vương gia cùng Lão gia tử, dù tại hạ có uống rượu say nói nhăng nói càn thì con mẹ nó cũng chẳng kể vào đâu. Mộc kiếm thanh hắng giọng một tiếng, cố nén giận nói, té ra vi hương chủ chỉ muốn tiêu khiển, vì tiểu bảo hỏi ngay, tiểu vương gia, tiểu vương gia có muốn tiêu khiển không? tiểu vương gia đã đi tiêu khiển trong thành bắc kinh chưa mục kiếm thanh hỏi lại vì hương chủ nói câu đó làm chi vì tiểu bảo đã, thành bắc kinh lớn lắm thành côn minh tỉnh vân nam của các vị so với thành bắc kinh thật chưa vào đâu có đúng thế không mục kiếm thanh càng tức giận hỏi thế thì làm sao phản cương nghe vi tiểu bảo càng nói càng rông dài chẳng ăn thua vào đâu liền lên tiếng thành bắc kinh là một giang sơn gớm vóc đáng tiếc là để bọn thát đát chiếm mất rồi phàm người đã có huyết tính chẳng ai là không phẫn nộ. Vì tiểu bảo không lý gì đến phản cương lại nói tiếp tiểu vương gia, bữa nay tiểu vương gia mời tại hạ uống rượu chẳng biết lấy gì báo đáp. Khi nào rảnh, tại hạ dẫn tiểu vương gia đi chơi khắp nơi trong thành Bắc Kinh. Cần phải có người thuộc đường hướng dẫn mới khỏi lạc lối. Bằng không cứ đi càn đi ẩu mà tiến vào hoàng cung của bọn thát đát thì dù võ công của tiểu vương gia có cao thâm đến đâu cũng xảy chuyện rắc rối to. Liễu đại hồng hỏi, lời nói của tiểu huynh đệ còn có ý khác, chúng ta đã là người trong một nhà sao không nói rõ hơn? Vì tiểu bảo đác tại hạ đã nói rõ lắm, tường không còn thế nào nói rõ hơn được. Các bạn hiểu trong mộc vương phủ võ công đều rất cao minh. Những chiêu, hoành tảo thiên quân, cao sơn lưu thủy, gì gì đó có thi triển lợi hại đến mấy đi nữa, thì ở thành Bắc Kinh không thuộc đường đất cũng là một điều đáng tiếc các bạn đi chơi trên đường phố mà đi bừa bãi là lạc vào từ cấm thành dễ như chơi liễu đại hồng và mộc kiếm thanh đưa mắt nhìn nhau rồi ngó vi tiểu bảo hỏi thế thì làm sao vi tiểu bảo đáp tại hạ nghe nói trong từ cấm thành đường lối chẳng chịt cửa ngõ rất nhiều lại điện đài như bát úp nếu ai đi bừa đi bãi không được hoàng đế hay hoàng thái hậu chỉ dẫn thì lạc đường là cay chắc có khi không tìm được lối ra cũng chưa biết chừng tại hạ chưa được thấy rõ sự tình chẳng hiểu hoàng đế và hoàng thái hậu có dành việc để ban ngày cũng như đêm tối dẫn đường cho mọi người hay không? Hoặc giả tiểu vương gia ở mộc phủ mặt to tay lớn, các vị bằng hiếu thủ hạ chỉ đưa danh hiệu tiểu vương gia ra là đủ làm cho vị hoàng đế con nít cùng mụ điếm hoàng thái hậu sợ hãi ngã lăn đùng, bằng không thì khó nói chuyện lắm. Gã chỉ là một tên hầu nhỏ bé chuyên quét chạy, pha trà cho bọn thị về. Tại hạ nói ra lại mắc cỡ, người ta thường gọi hắn là tên phong cùi tiểu tam tử chứ làm gì có tôn tính đại danh. Bọn thích khách bị giam cầm, trước tại hạ đã bảo tên phong cùi tiểu tam tử lấy thực vật đưa lên cho chúng ăn. Bây giờ liễu lão gia cho hay chúng là tù hạ của đại hán gian thì tại hạ muốn bảo tiểu tam tử cầm dao đâm chém thêm vào đùi chúng mấy nhát để cho bọn rùa đen phường khốn kiếp đó hết đường trốn thoát. Liễu đại hồng liền nói gỡ, lão phu chỉ đoán vậy mà thôi chứ chưa biết đích xác dù sao bọn họ có gan dám vào hoàng cung hành thích thì cũng là những trang hào kiệt dũng cảm nếu vi hương chủ có thể gửi ông bạn quy đó chiếu cố cho họ được phần nào thì cũng là hành động nghĩa khí trên trốn giang hồ vì tiểu bảo đác gã phong cùi tiểu tam tử rất thân với tại hạ lần nào gã thua bạc hết nhãn tiền tại hạ cũng cấp cho bảy tám lạng hay mười lạng bạc kể ra khá nhiều rồi mà tại hạ chưa từng đòi hỏi gã bao giờ tiểu vương gia cùng lão gia tử có điều chi dạy bào thì tại hạ chỉ hé miệng một tiếng là tiểu tam tử hết sức giúp dùng ngay chẳng khi nào gã dám khước từ liễu đại hồng hỏi nếu vậy thì hay quá không hiểu trong cung đã bắt được cả thầy bao nhiêu thích khách tên họ là gì những thích khách này gan giả không phải tầm thường bọn lão phu rất kính phục hiện giờ chẳng hiểu họ bị tra tấn hoặc hành hạ đau khổ gì chưa lão phu mong rằng vi hương chủ vì mối tình thân mật giữa chúng ta mà tìm cách chiếu cố cho họ vì tiểu bảo vỗ ngực đáp cái đó dễ lắm có điều đáng tiếc là bọn thích khách lại chẳng phải là anh em thủ hạ của vương gia bằng không thì tại hạ tìm cách cứu lấy một người ra giao trả tiểu vương gia để một mạc đổi một mạng như vậy có thể thủ tiêu được món nợ từ đại ca đã lỡ tay làm uổng mạng bạch đại hiệp liễu đại hồng đưa mắt nhìn mộc kiếm thanh từ từ gật đồng mục kiếm thanh nói hiện giờ chúng ta chưa biết rõ những vị khách kia là ai nhưng họ đã can trường lần vào hoàng cung định hành thích hoàng đế thát đát thì nhất định là anh hùng nghĩa sĩ trong thiên hạ và cùng một chủ trương phản thanh phục minh theo đường lối của chúng ta y ngừng lại một chút rồi tiếp vì hương chủ nếu hương chủ chịu nghĩ cách giải cứu cho họ thì bất luận có thành công hay không mục kiếm thanh này cũng vĩnh viễn cảm ơn đại đức chẳng bao giờ quên được Việc đáng tiếc đã xảy ra giữa từ Tam Gia và Bạch Đại Ca dĩ nhiên không đề cập tới nữa. Vì Tiểu Bảo liếc mắt nhìn Bạch Hàn Phong nói Tiểu Vương Gia không nhắc đến đã đành, nhưng còn e Bạch Hiệp không chịu bỏ qua. Lần sau Nhị Hiệp gặp Tại Hạ nắm lấy cổ tay mà bóp khiến cho Tại Hạ phải la làng khóc lóc thì mùi vị đó thật khó tiêu lắm. Hồi 55, rượu kế bằng ba da cát lượng. Bạch Hàn Phong đứng phát dậy, dõng dạc lên tiếng nếu vi hương chủ cứu được bọn Tại Hạ. À quên, cứu được những hào kiệt nghĩa sĩ bị giam hãm trong hoàng cung thì bạch mỗ nguyện chặt một cánh tay này để tạ tội, vì nó đã gây nên tội lỗi với hương chủ. Vì tiểu bảo cười đáp bất tất phải thế, bất tất phải thế, bạch đại hiệp có chặt cánh tay đưa cho tại hạ, tại hạ cũng chẳng dùng làm gì được. Huống chi gã phong cùi bản của tại hạ chẳng có bản lãnh gì, thì việc gã có cứu nổi người trong hoàng cung hay không, cái đó ai dám nói quyết. Mấy vị thích khách kia vào cung định hành thích hoàng đế là phạm tội rất nặng, người họ phải đeo không biết bao nhiêu xiềng xích và khóa sắt, lại cũng không hiểu bao nhiêu quan quân canh giữ cực kỳ nghiêm mật. Tại hạ nói đi cứu người bất quá, còn là chuyện hoang đường vậy các vị hãy coi đó như chuyện mò trăng đáy biển, làm cho tiêu khiển mà thôi." Mộc Kiếm Thanh nói, việc cứu người trong hoàng cung dĩ nhiên là thiên nan vạn nan, bọn tại hạ cũng không dám kỳ vọng có thể thành công mà chỉ mong vi hương chủ vì bọn tại hạ mà gắng sức hết lòng, được tới đâu hay tới đó. Bất luận vụ này có thành công hay không, hết thầy bọn tại hạ cũng vô cùng cảm ơn đức của hương chủ. Vì tiểu bảo nói, vậy thì được, bây giờ bọn tại hạ ăn uống no say rồi, tại hạ đến tìm người bạn kia để thương nghị với gã về công việc hành động. Còn mẹ nó, tại hạ được coi thủ đoạn của gã cũng là một điều thú vị. Vì tiểu bảo thò tay vào bọc móc trong mình ra bộ đồ chơi rồi liệm xuống bàn bắt tiên. Mọi người để ý nhìn thì hiển nhiên là bốn con xúc sắc. Cả bốn con xúc sắc xoay đi mấy vòng rồi nằm yên bốn điểm đỏ trói hướng cả lên trên. Vì tiểu bảo vỗ tay reo, mãn đường hồng, mãn đường hồng, thật là một quẻ đại cát. Hỡi ôi, quẻ này tượng trưng mọi người đều máu chảy đầu rơi, phải giết cho kỳ hết, đầy nhà ngập máu đỏ hồng. Mọi người nhìn nhau thất sắc, ai cũng kinh ngạc vì tiểu bảo thu lấy bộ xúc sắc cất đi rồi chắp tay nói bọn tại hạ đến quấy quả quý vị nhiều rồi bây giờ xin cáo từ liệu các vị có thể cho từ tam ca đi theo bọn tại hạ được không mục kiếm thanh đáp vi hương chủ khách sáo quá bọn tại hạ xin kính cần đưa chân vi hương chủ từ tam gia cùng các vị bằng hữu trong thiên địa hội vì tiểu bảo liền cùng từ thiên xuyên và bọn phàn cương rời khỏi bàn tiệc đi ra cửa mộc kiếm thanh và bọn liễu đại hồng tiễn chân quần hào đến tận cổng ngoài chờ cho vi tiểu bảo lên kiệu rồi mới trở lại quần hào về đến viện tứ hợp phàn cương nóng tính hỏi ngay vì hương chủ đêm qua có thích khách lẻn vào hoàng cung ư coi vẻ mặt mọi người trong mộc vương phủ và thái độ hoang mang của họ thì e rằng những thích khách đó là người của bọn họ phái đi chẳng hiểu có đúng không vì tiểu bảo cười đáp đúng thế việc thích khách vào cung đêm qua không dám tiết lộ với ai nên bên ngoài chẳng một người nào hay. Vậy mà bọn Mộc Vương Phủ Tuyệt không lộ vẻ kinh ngạc, lai ra dáng lo âu thì dĩ nhiên bọn thích khách là người trong phe của họ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Huyền Trinh hỏi, bọn này lớn mật dám vào cung định hành thích hoàng đế thát đát thì ra họ có gan nuốt búa, thật là đáng kính. Vì hương chủ, liệu hương chủ có cứu được họ ra không? Thuộc hạ e rằng vụ này khó hơn cả lên trời lúc vi tiểu bảo ngồi trên bàn tiệc đối đáp với mộc kiếm thanh và liễu đại hồng đã có chủ ý ở trong lòng việc cứu thích khách bị giam giữ gã tự lượng quyết không thể làm được nhưng trên giường trong phòng gã đã có hai cô nằm ườn ra đấy là tiểu quận chúa và phương di tiểu quận chúa không phải là thích khách cô bị người thiên địa hội bắt đem vào cung thì có tha cô ra cũng không đáng kể nhưng còn phương di đúng là thích khách lẻn vào hoàng cung Bây giờ gã chỉ cần nghĩ cách đưa nàng ra mà việc này chẳng khó khăn gì. Vì Tiểu Bảo nghe Huyền Trinh hỏi vậy liền mỉm cười đáp, nhiều thì không được, nhưng cứu và đưa một người thì có thể làm nổi. Từ tam ca chỉ giết có một mình Bạch Hàn Tùng, vậy chúng ta đưa một người ra trả họ. Thế là một mạng đổi lấy một mạng, bọn họ cũng không lỗ vốn. Huống chi chúng ta giả cả vốn lẫn lời, tức là cả vị tiểu cô nương mà Tiền lão bản đã bắt được giao cho tại hạ. Bây giờ mình trả hai người cho họ thì họ còn nói gì được nữa. Đoạn gã quay sang bảo tiền lão bản, tiền đại ca, sáng sớm mai đại ca đem hai con heo chết đến ngự chủ phòng và chờ tại hạ về phòng lấy người nhét vào bụng heo. Tại hạ xuống ngự chủ phòng sẽ nổi cơn tê hát, ịnh nộ thóa mà đại ca, chửi như tưới hạt sen lên đầu, chửi như tát nước vào mặt rồi bảo hai con heo đó không dùng được, bức bách đại ca phải khiêng về ngay lập tức tiền lão bản vỗ tay cười nói vì hương chủ cây ấy tuyệt diệu muốn đặt tiểu cô nương vào bụng heo còn là việc dễ dàng nhưng con thứ hai phải lớn hơn nhiều mới đủ chỗ cho cô lớn vì tiểu bảo lại cô y sang ăn ủi từ thiên xuyên hỏi han lão mấy câu đoạn gã mỉm cười nói từ tam ca tam ca đừng buồn rầu tên cầu tặc dương nhất phong đắc tội với tam ca thì để rồi tiểu đệ bảo ngô ứng hùng chặt chân thằng chó ma đó đi từ thiên xuyên đáp giả dạ, giả dạ, đa tạ vi hương chủ tùy miệng lão nói vậy nhưng trong lòng không tin tưởng một chút nào lão tự nhủ thằng nhỏ này chỉ nói ba hoa thì không ai bằng ngô ứng hùng là thế tử của bình tây vương địa vị hiền hách một phương trời khi nào hắn chịu nghe lời gã vì tiểu bảo về tới hoàng cung vừa tiến vào cửa thần võ đã thấy hai tên thái giám chạy ra đón hô quế công công hoàng thượng triệu công công đó lẹ lên lẹ lên vì tiểu bảo hỏi việc chi mà cần kíp vậy một tên thái giám đã hoàng thượng đã thúc giục mấy lần, dường như có việc gấp. Hiện hoàng thượng đang ngồi trong ngự thư phòng đợi công công. Vì tiểu bảo rào bước chạy đến ngự thư phòng thấy nhà vua đang bước lui rồi lại bước tới. Vua Khang Hy vừa thấy vi tiểu bảo tiến vào, mặt rồng hớn hở, cất tiếng mắng, còn mẹ nó, người đi chết ở đâu mà kiếm không ra. Vì tiểu bảo biết vị tiểu hoàng đế này đã học được ba tiếng, còn mẹ nó, chỉ khi nào có một mình gã, ngài mới đem ra sử dụng gã liền đáp khải tấu thánh thượng nô tài nghĩ rằng bọn thích khách này thật to gan lớn mật nếu một mẻ lưới không quét hết sạch thì e rằng còn sinh chuyện rắc rối cần phải tìm cho ra người cầm đầu bọn chúng mới yên được vì thế mà nô tài chạy khắp đường lớn hẻm nhỏ lại ăn mặc trá hình để dò la xem nhân vật chủ chốt là ai hắn còn ở trong hoàng thành hay không vua khang hy hỏi hay lắm người có do thám được tin tức gì không vì Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng, nếu mới đi dò thám một lần mà đã điều tra ra manh mối thì ra công việc dễ dàng quá. Gã liền tông, Nô Tài chạy suốt nửa ngày trời mà không gặp một nhân vật nào khả nghi. Sáng mai Nô Tài lại muốn đi dò xét bằng đường lối khác. Vua Khang Hy nói, người cứ chạy quanh quần thì chưa chắc đã được việc gì. Chậm nghĩ ra một kế hoạch, vì Tiểu Bảo cả mừng nói ngay kế hoạch của Thánh Thượng nhất định là hay rồi tương đương vua khang hy nói vừa rồi đa long đã đến bẩm báo hắn tâu những tên thích khách bị bắt bất luận khảo đà hay dụ dỗ thế nào thủy trung trung vẫn khai là do ngô tam quế sai phái xem chừng dù có giết chết bọn chúng cũng không chịu thú thật Chấm tưởng tha quách bọn chúng ra vì tiểu bảo hỏi buông tha chúng ư như vậy chẳng hóa ra phúc đức cho chúng quá vua khang hy mỉm cười đáp có tha con lang nhỏ thì mới hòng bắt được con lang mẹ vì tiểu bảo cả mừng vỗ tay cười nói tuyệt diệu tuyệt diệu ta tha bọn thích khách rồi ngấm ngầm theo dõi bọn chúng tất đi tìm bọn phản tặc để tụ hội thần cơ diệu toán của thánh thưởng còn cao thâm gấp ba gia cát lượng vua khang nghi cười hỏi cái gì mà gấp ba gia cát lượng người nói thế chẳng hóa ra tầng bốc chậm thái quá có điều cần theo dõi thích khách thế nào đừng để chúng phát giác thật không phải dễ dàng tiểu quế tử chậm giao cho ngươi một việc ngươi cải trang làm người hào kiệt cứu bọn chúng ra khỏi hoàng cung. bọn thích khách kia sẽ tưởng ngươi là đồng đạo, tự nhiên dẫn ngươi đi theo. vì tiểu bảo trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng. cái đó, vua khang hy nói ngay, dĩ nhiên việc này rất nguy hiểm. nếu để chúng phát giác là lập tức cái mạng nhỏ của ngươi phải đi đời. đáng tiếc, trẫm là một vị hoàng đế không thì thử đi làm một chuyến, tưởng cũng thú vị. vì tiểu bảo tông thánh thượng đã phái nô tài hành động dĩ nhiên nô tài phải tuân mệnh dù nguy hiểm đến đâu cũng chẳng sơn lòng vua khang hy cả mừng vỗ vai vi tiểu bảo cười nói trẫm đã biết ngươi vừa thông minh vừa gan giả rất thích làm việc này thay trẫm ngươi chỉ là một thằng lòi con bọn thích khách không ngờ vực lắm trẫm toàn phái hai tên thị vệ võ công cao thâm hành động nhưng bọn thích khách này chẳng phải là hạng người ngu dại vị tất chúng đã mắc bẫy đã thử một lần không thấy linh nghiệm thì không nên thử đến lần thứ hai. Nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếp tiểu quế tử, người làm việc này cũng như chấm thân hành làm lấy vậy. Nguyên vua Khang Hy đã học võ công, cũng hăng say muốn thử tài mình tự sông vào những vụ nguy nan. Nhưng ngài lại nghĩ rằng, mình là thân phận một vị hoàng đế, không nên mạo hiểm như vậy, ngài mới phái vi tiểu bảo làm thay cho mình. Vua Khang Hy nhủ thầm, võ công tiểu quế tử không bằng ta, tuổi gã cũng kém ta một chút. Gã lại không thông minh kịp ta, nếu gã làm được thì dĩ nhiên ta cũng làm được. Dù ta không thân hành mạo hiểm, song chắc mình sẽ thành công. Nhà vua nghĩ vậy liền nói, ngươi trá hình giống được chừng nào tốt chừng ấy. Hay hơn hết là ngươi giết một vài tên thị vệ canh gác ở trước mặt bọn thích khách, khiến chúng không nghi ngờ gì nữa. trẫm sẽ dặn Đa Long tra xét một cách lòng lẻo để ngươi có thể dẫn chúng ra khỏi hoàng cung vì tiểu bảo tông dạ nô tài hiểu rồi có điều võ công của bọn thị vệ cao hơn nô tài nhiều e rằng không giết nổi họ vua khang hy nói ngươi liệu mà tùy cơ ứng biến và phải nhớ kỹ chớ để bọn thị vệ hạ sát ngươi trước vì tiểu bảo lè lưỡi ra nói nếu để bọn thị vệ hạ sát thì cái chết của nô tài làm cho tiểu quế tử thành ra đồng đảng với bọn phản tặc vua khang hy xoa mạnh hai bàn tay vào nhau ra chiều cao hứng hỏi tiểu quế tử sau khi ngươi làm xong việc này ngươi muốn chẫm ban thường thứ gì? Vì tiểu bảo tông, nô tài mà thành công trong vụ này nhất định làm cho long tâm hớn hở. Chỉ cầu thánh thượng vui lòng là nhất, còn thánh thượng muốn ban thường thứ gì cũng là quý lắm. Lần sau thánh thượng nghĩ ra được việc gì hứng thú thì dù là việc nguy hiểm đến đâu mà được thánh thượng phái nô tài hành động là nô tài đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Vua Khang hy mặt rồng hớn hở phán, nhất định là thế, nhất định là thế, hỡi ôi tiểu quế tử đáng tiếc người làm thái giám không thì chậm nhất định phong cho ngươi là một chức quan to vì tiểu bảo động tâm đáp bái tả thánh thượng ban lời vàng ngọc gã nghĩ thầm trong bụng một ngày kia hoàng thượng phát giác ra mình là tên thái giám giả mạo không hiểu khi đó ngài tức giận đến thế nào gã nói tiếp tâu thánh thượng nô tài xin thánh thượng ban đặc ân cho một việc vua khang hy cười hỏi muốn làm quan phải không vì tiểu bảo tông không phải nô tài giữ dạ sát son tận chung với chúa. Nếu sau này lỡ lầm gây nên tai họa khiến thánh thượng nổi lôi đình, nô tài chỉ xin thánh thượng tha cho cái mạng nhỏ xíu này đừng hạ sát. Nhà vua phán, chấm chỉ cần ngươi nhất tâm trung thành với chấm thì cái đầu của chuối của ngươi vẫn giữ được bình yên trên cổ. Nhà vua nói rồi cười khanh khách, vì tiểu bảo ở ngự thư phòng đi ra nghĩ thầm, bản tâm ta muốn tha tiểu quận chúa và phương di về mộc vương phủ mà bây giờ biến thành phóng thích khách hai vị tiểu cô nương chẳng phải khó nhọc gì mà tha ra được bọn cầm đầu thích khách lão gia vừa ăn uống với họ chăng hiểu mình có nên tâu rõ với hoàng thượng để phái người đến bắt tên mộc kiếm thanh con rùa và lão già liễu đại hồng hay không còn mẹ nó nếu sư phụ mà biết rõ việc này nhất định lão nhân gia chẳng chịu buông tha không hiểu mình có nên làm hương chủ trong thiên địa hội nữa hay thôi gã ở trong cung được mọi người tâm công nịnh nọt vua khang hy cũng tin yêu trong lúc nhất thời gã muốn ở lại trong cung để làm thái giáng nhưng gã chợt nhớ tới hoàng thái hậu bất giác lại ớn lạnh xương sống bụng bảo giả ngụ điếm này thế nào rồi cũng kiếm lão gia để trả thù thế thì lão gia còn ở lại trong cung lâu dài làm sao được vì tiểu bảo tiến về phía phòng thị vệ ở phía tây thanh cung người cầm đầu bọn thị vệ này là triệu tề hiền đêm hôm qua triệu tề hiền đã được chia bạc bữa nay lại được thị vệ tổng quản đa long ban thường Hắn biết đây là nhờ Vi Tiểu Bảo đã nói tốt cho bọn chúng ở trước mặt hoàng thượng. Hắn vừa thấy gã tới đã mừng như bắt được của, nhảy vèo lại nghênh tiếp, tươi cười hỏi: "Quế công công, cơn gió đặc biệt nào đã thổi đại giá Quang Lâm?" Vi Tiểu Bảo cười đáp, tại hạ đến coi mấy tên phản tặc to gan lớn mật. Gã ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Hoàng thượng sai tại hạ đến giúp các vị lấy khẩu cung để điều tra xem nhân vật sai khiến chúng đến hành thích là ai." Triệu Tài Hiền gật đầu dạ một tiếng rồi nói khẽ, ba tên phản tặc này gan góc lắm. Tiểu nhân đã đánh gãy bốn cây roi ra mà chúng vẫn một mực khai là do mô tam quế phái đến. Vì tiểu bảo nói, để tại hạ đến thẩm vấn coi, gã tiến vào tây sảnh thì thấy ba hán tử bị trói vào cột nhà. Tên nào cũng mình trần trùng trục, toàn thân bị đánh nát ra, máu thịt bầy nhầy. Trong ba hán tử có một người lớn dâu quan, còn hai gã đều là thanh niên lối ngoài 20 tuổi đều nước da trắng bóng một gã khắp mình xâm thành nhiều hình quái gở trước ngực xâm một chiếc đầu cọp dữ tợn vì tiểu bảo tự hỏi không hiểu trong hai tên này có tên nào là lưu nhất chu không gã quay lại bảo triệu tề hiền triệu đại ca e rằng các vị bắt lầm người rồi triệu đại ca hãy ra ngoài một lúc triệu tề hiền dạ một tiếng mới chờ gót đi ra khép cửa lại vì tiểu bảo hỏi ba hán tử tôn tính đại danh ba vị là gì đại hán dâu quan tức giận, dương cặp mắt tròn xoe, cả tiếng mắng liền, tên thái giám chó đẻ kia, người không đáng hỏi tên tuổi lão ra đâu, vì tiểu bảo khẽ nói, tại hạ chịu lời ủy thác của người đến cứu một vị bằng hữu là Lưu Nhất Chu. Gã vừa nói câu này, ba hán tử đều lộ vẻ kinh dị, đưa mắt nhìn nhau. Đại hán tóc quan dịu giọng hỏi, các hạ chịu lời ủy thác của ai? Vì tiểu bảo đáp trong các vị có ai là Lưu Nhất Chu không? Nếu có, tại hạ muốn nói với y mấy câu, bằng không thì thôi. Ba hán tử lại ngơ ngác nhìn nhau, đầy vẻ ngần ngại. Chúng chỉ sợ mắc mưu bên địch. Đại hán dâu quan lại hỏi, các hạ là ai? Vì tiểu bào hỏi lại, hai ông bạn ủy thác tại hạ thì một vị họ mộc, một vị họ liễu. Các vị có nhận biết thiết bối thương long không? Đại hán dâu quan lớn tiếng, một nhân vật như thiết bối thương long liễu đại hồng thì suốt một giải vân, quý, tứ xuyên còn ai không biết. Mộc Kiếm Thanh là con mộc thiên ba lưu lạc giang hồ, hiện giờ không còn biết sống hay chết rồi. Vì tiểu bảo gật đầu nói, ba vị đã không quen biết tiểu vương gia nhà họ Mộc và liễu lão gia thì nhất định không phải là bằng hữu với những nhân vật đó, đồng thời cũng không hiểu được những chiêu thức này. Gã nói rồi thủ thế thi triển mấy chiêu, chính là chiêu số về Mộc gia quyền và dĩ nhiên trong đó có hai chiêu, hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu Thủy. Hán tử nhỏ tuổi ngực xâm đầu cọp. Ồ, lên một tiếng. Vi Tiểu Bảo dừng tay hỏi, ông bạn bảo sao? Hán Tử đáp, chẳng sao cả. Đại Hán dâu quan hỏi, mấy chiêu này ai đã dạy Thái giám? Vi Tiểu Bảo cười đáp, đó là hiền thê dạy tại hạ. Đại Hán dâu quan, vì một tiếng rồi hỏi, Thái giám mà cũng có vợ ư? Hắn tính thoá mã Vi Tiểu Bảo là tên thái giám chó đẻ. Nhưng hắn nghe gã nói có điều khác lạ, hành động kỳ dị, nên mới bỏ hai chữ chó đẻ đi. Vì tiểu bảo hỏi lại tại sao thái giám lại không lấy vợ được, người ta bằng lòng lấy tại hạ, chẳng lẽ ông bạn ngăn cấm được chăng? Hiền thê của tại hạ họ Phương tên Di, gã vừa nói tới Phương Di thì hán tử nhỏ tuổi nước da trắng trẻo quát lên, nói bậy, vì tiểu bảo thấy y chán nổi gân xanh, mắt giường tóe lửa, vẻ mặt ra chiều nóng giận đến cực điểm. Gã đoán chắc hán tử này là Lưu Nhất Chu mới nổi lòng ghen tức như vậy, thì trong bụng mừng thầm. Vì tiểu bảo nhìn lại thiếu niên thấy mặt y vuông, tướng mạo anh Tuấn. Nhưng y đang tức giận nên coi bộ hung dữ, khủng khiếp. Gã liền cười hỏi, sao lại nói bậy, hiền thê của ta là dòng dõi họ Phương trong bốn đại gia tướng Lưu, Bạch, Phương, Tô ở Mộc Vương Phù. Người làm mai trong vụ này là Tô Cương, ngoại hiệu thánh thủ cư sĩ. Ngoài ra còn có ông Mai nữa người họ Bạch, huynh trưởng y là Bạch Hàn Tùng mới bị người đánh chết anh chàng Bạch Hàn Phong thật khó chơi quá, y làm mai để lấy tiền chôn cất cho huynh trường. Hán tử nhỏ tuổi càng nghe càng phẫn nộ, gầm lên, ngươi, ngươi, ngươi. Đại hán dâu quan vội gạt đi, huynh đệ, huynh đệ chớ lên tiếng. Rồi hắn quay lại nói với Vi Tiểu Bảo, các hạ biết khá nhiều chuyện ở Mộc Vương Phủ đấy. Vi Tiểu Bảo đáp tại hạ là nữ tế ở Mộc Vương Phủ thì dĩ nhiên phải biết những việc trong nhà nhạc gia. Nguyên phương cô nương trước không chịu lấy tại hạ cô bảo đã đính hôn với sư ca của cô là lưu nhất chu nhưng nghe đâu anh chàng họ lưu lại chẳng ra gì vì quy đầu làm bộ hạ tên đại hán gian ngô tam quế lẻn vào hoàng cung hành thích ông bạn thử nghĩ coi tên đại hán gian ngô tam quế gã nói tới đây hạ thấp giọng xuống tiếc cấu kết với bọn thắt đát đem giang sơn gấm vóc của thiên tử nhà đại minh ta dâng cho bọn cầu tặc mãn thanh đã là người hán chẳng ai không uất hận ngô tam quế những muốn ăn tươi nuốt sống hắn thằng lòi lưu nhất chu thiếu gì chỗ quy thuận sao lại đầu tam quế phương cô nương dĩ nhiên không còn mặt mũi nào lấy một thằng chồng như gã được hán tử nhỏ tuổi trợn mắt hỏi ta 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 đại hán dâu quan đỡ lời mỗi người có một chí hướng các hạ làm thái giám ở thanh công thì có tốt đẹp gì vì tiểu bảo nói ngay phải lắm phải lắm dĩ nhiên tại hạ cũng chẳng vinh hạnh gì nên cô vợ chưa quên được người tình cũ bảo tại hạ đến điều tra xem lưu nhất chu đã chết chưa nếu chết thật rồi nàng mới yên tâm chịu lấy tại hạ ba vị bằng hữu ở đây chẳng có ai là lưu nhất chu phải không vậy tại hạ quay về phúc trình phương cô nương để đêm nay làm lễ bái đường kết duyên tơ tóc gã rứt lời chờ gót đi ra hán tử trẻ tuổi vội nói ta chính là hán tử thanh niên chưa dứt lời thì đại hán dâu quan đã quát lên hãy coi chừng không thì bị mắc lừa hán tử thanh niên cố sức giãy giụa mấy cái, tức giận nói: gã, gã, đột nhiên y nhổ một bãi nước miếng về phía vi tiểu bảo. vi tiểu bảo nghiêng mình né tránh. gã thấy chân tay ba người đều bị trói vào cột bằng gân bò, thì dù có cửa quậy đến mấy cũng chẳng thể nào thoát ra được. gã bụng bảo giả, chàng thanh niên kia chẳng phải lưu nhất chu thì còn ai nữa. gã toàn thú nhận thì bị tên dâu quan ngăn cản vì tiểu bảo trầm ngâm nghĩ ra một kế hoạch rồi nói các vị hãy chờ đây để ta đi hỏi hiền thê coi gã ra đến ngoài sân khẽ bảo triệu tề hiền tại hạ đã hỏi ra được chút manh mối đại ca đừng đánh chung nữa lát sau tại hạ sẽ trở lại